Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 9. Mai Trang Viên và biệt thự có sự khác nhau rất lớn. Biệt thự thường chỉ những căn nhà riêng độc nhất, kiến trúc 2 đến 3 tầng, thường thì sẽ có sân vườn nhưng không lớn lắm. Mà Trang Viên thì hoàn toàn khác, Trang Viên có diện tích vô cùng rộng lớn, còn về trang thiết bị xa hoa thì càng không cần phải nói. Ngoài việc có nhiều phòng riêng, thậm chí còn có rất nhiều quang cảnh, thế dựa núi nhìn sông đều là những điều kiện cơ bản. Chứa một cả một đại gia tộc trăm người cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Từ xưa đến nay, một gia tộc có thể lên đến 100 người cùng sinh sống là rất ít, chỉ có vài gia tộc vô cùng giàu sang quyền thế, cho dù là nhà họ Tần năm đó cũng không đến mức như vậy. Trang viên núi Thanh Mai, có thể nói là số 1 ở Đông Hải. Đúng là chùm bất động sản ra tay có khác. Hai người nói chuyện một lúc, Hà Niệm Anh ngại ngùng hỏi. Tiểu sư huynh, tôi muốn chụp ảnh chung với tiểu sư huynh có được không? Tiểu sư huynh yên tâm, ảnh này tuyệt đối sẽ không dùng vào việc thương mại. Tần Lâm gật đầu, chụp ảnh thôi mà, hơn nữa cho dù có dùng thật thì Tần Lâm cũng không ngại, làm gì có giá trị thương mại chứ. Quản lý tiến đến chụp cho hai người một bức ảnh, sau đó Hà Niệm Anh nói. Tiểu sư huynh, lát nữa tôi còn có vài cuộc họp, căn trang viên này sắp hoàn thành rồi, còn vài vấn đề nữa, tôi sẽ sắp xếp một thư ký sang bên trang viên để đưa tiểu sư huynh đi tham quan một chút, cuối tuần là có thể dọn vào ở rồi, tiểu sư huynh thấy thế nào? Được. Sư muội cứ làm việc đi. Sau khi Hà Niệm Anh rời đi, tài xế lại lái xe đưa Tần Lâm đến dưới chân núi Thanh Mai. Sau khi Điền Tuấn Khải và mấy người khác ăn xong, đột nhiên cảm thấy buồn tẻ, bị Tần Lâm phá đám, chưa làm xong được chuyện gì cả, anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thôi bỏ đi, lát nữa tôi dẫn mọi người đến một căn trang viên đi dạo, thấy thế nào? Vừa nghe thấy trang viên, mọi người đều thấy hứng thú. Là căn trang viên ở dưới chân núi Thanh Mai sao? Căn trang viên xa hoa đó được khởi công, mấy cậu ấm cô chiêu này đương nhiên đã nghe qua, chỉ là bọn họ không nghe ngóng được rốt cuộc là gia tộc nào xây dựng căn trang viên xa hoa như vậy. Tam đại gia tộc có quyền thế nhất ở Đông Hải, nhưng cho dù là tam đại gia tộc kia bọn họ cũng không có số vốn hùng hậu như vậy. Mảnh đất ở núi Thanh Mai là nơi đắt đỏ được mọi người săn đón, non xanh nước biếc cảnh sắc hữu tình, hơn nữa mấy năm nữa, núi Thanh Mai còn rất có khả năng được quy hoạch thành cảnh điểm AAAAA. Đến lúc đó, giá trị của mảnh đất sẽ đắt gấp bội phần. Cho nên dù có tiền, chịu bỏ ra mấy trăm triệu để xây dựng cũng chưa chắc đã có tư cách này. Điền Tuấn Khải cười nhạt, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý, căn trang viên này có hai tòa nhà biệt lập, là hạng mục của nhà họ Điền chúng tôi. Mặc dù hai tòa nhà biệt lập này không phải công trình lớn gì, nhưng có thể lấy được hạng mục này đã khẳng định được chỗ đứng của bất động sản Điền Thi. Trong ngành bất động sản toàn quốc, chỉ cần là bất động sản có danh tiếng, đều tham gia lần xây dựng này. Cho nên nhà họ Điền có thể xây dựng hai tòa nhà này quả là một vinh dự vô cùng lớn. Điền thiếu gia, nếu nhà đã tham gia hạng mục đó, vậy anh có biết căn trang viên đó là của ai không? Điền Tuấn Khải lắc đầu, dù sao cũng không phải là tam đại gia tộc. Tam đại gia tộc bao gồm nhà họ Tề, nhà họ Hoa, nhà họ Thư mặc dù có thế lực lớn mạnh, nhưng không hề liên quan gì đến hạng mục này, thậm chí bọn họ còn muốn tranh giành công trình này nhưng đều không thành công. Mấy cậu ấm cô chiêu này lại càng kinh ngạc, không phải tam đại gia tộc thì là ai? Ở Đông Hải cũng chỉ có tam đại gia tộc này là lợi hại nhất. Ngoài bọn họ ra, chẳng lẽ là Mạnh Thị mặc dù rất mạnh nhưng bố của Mạnh Văn Cương Mạnh Lão gia lại không phát triển ở Đông Hải, nhà bọn họ đương nhiên sẽ không ở lại nơi này. Ngô Na Na nói, thôi bỏ đi, cho dù là của nhà ai thì cũng là nhân vật chúng ta không chọc vào nổi, hôm nay may mắn được đi tham quan một chút là tốt rồi. Đúng đấy. Tôi lớn như thế này rồi mà biết trang viên nó như thế nào cả. Đúng đó, dù gì cũng ta cũng là con nhà giàu, đến trang viên cũng chưa từng thấy thì đúng là mất mặt. Điền thiếu gia, lần này chúng ta chắc chắn có thể vào chứ. Dù gì vừa rồi bọn họ cũng bị rối loạn một lúc, mãi mà không cho họ vào, làm bọn họ vô cùng mất mặt. Điền Tuấn Khải không nén được giận, vỗ ngực nói. Mọi người yên tâm, lần này đến trang viên Thanh Mai, ở đó là công trình của nhà tôi. Đương nhiên có thể vào. Trúc Linh Linh chau mày, cô ấy không có hứng thú với trang viên liền nói. Mọi người đi đi, tôi không đi đâu. Điền Tuấn Khải cũng chau mày lại, vừa rồi bị bảo vệ dí côn điện trước mặt Trúc Linh Linh đã mất hết mặt mũi rồi, bây giờ đương nhiên cũng muốn cô ấy cùng đi xem căn trang viên xa hoa kia để bù đắp lại hình tượng. Linh Linh, em cũng đi đi, đến đó rồi chúng ta cùng bàn chuyện tòa nhà mới của công ty em. Trúc Linh Linh do dự một lát,
vì lợi ích của công ty cô ấy chỉ có thể gật đầu. Một đoàn siêu xe cùng đi đến chân núi Thanh Mai, nhìn từ xa đã thấy phong cảnh trong trang viên Thanh Mai, không cần phải nói những cái khác, chỉ riêng bức tường xanh ba thước vô cùng vuông vắn, bên trong có rừng trúc cây ăn quả, hoa cỏ chim muông, giống như chốn bồng lai thiên cảnh vậy. Ngô Na Na và những người khác đều lập tức tỏ vẻ ngưỡng mộ, thật sự không biết gia đình giàu có cỡ nào mới có thể sống ở đây, nếu sau này tôi có thể gả vào nhà này thì tốt biết mấy. Mặc dù những người khác không nói trực tiếp như vậy nhưng suy nghĩ cùng gần như vậy. Ha ha, đi vào xem thôi, bên trong còn nguy nga tráng lệ hơn. Điền Tuấn Khải giống như chủ nhân vậy, đưa mọi người vào trong. Đến cửa, có hai con kỳ lân đá vô cùng to đặt hai bên. Gia đình bình thường chỉ có thể đặt sư tử, chỉ có nhà giàu sang quyền thế mới có thể đặt kỳ lân. Hai người bảo vệ cầm vũ khí đứng canh gác ở cửa, bên trong cũng có rất nhiều bảo vệ đang đi tuần tra. Xin lỗi anh, nơi này là trang viên tư nhân, cấm vào. Điền Tuấn Khải cười nhạt, lấy ra thẻ làm việc. Tôi là người nhà họ Điền. Bảo vệ xem qua thẻ nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Xin lỗi anh Điền, hôm nay trang viên có khách quý, tạm thời không thi công. Khách quý, lại là khách quý, mấy người liếc nhìn nhau, vừa rồi Tần Lâm giả mạo khách quý ăn trực ở khu nghỉ dưỡng, thậm chí còn mượn oai hùm để bảo vệ đánh bọn họ một trận. Chẳng lẽ tên Tần Lâm tương kế tự kế, tiếp tục giả mạo khách quý đến đây tham quan? Anh bảo vệ, khách quý mà anh nói có phải tầm tuổi như chúng tôi, mặc bộ quần áo đen không? Bảo vệ gật đầu, đúng vậy. Điền Tuấn Khải và những người khác lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Anh bảo vệ, các anh đều bị lừa rồi, tên đó chẳng phải là khách quý gì đâu, anh ta giả mạo đấy. Bảo vệ lạnh lùng liếc bọn họ một cái, không trả lời, trên mặt đầy sự thờ ơ, nắm chặt côn điện trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Điền Tuấn Khải nhìn thấy côn điện liền cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nhớ lại cảm giác vừa rồi bị côn điện cho đánh sống dở chết dở, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Trong sân vườn, bên cạnh Tần Lâm là một cô gái trẻ xinh đẹp, vóc dáng thướt tha, khuôn mặt xuất chúng, ăn mặc trang điểm vô cùng gợi cảm, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Anh Tần, tôi tên là Tống Phù Dung, là thư ký của Chủ tịch Hà, anh gọi tôi là Tiểu Tống hoặc Phù Dung là được, để tôi đưa anh đi tham quan một lát. Ở đây có tổng cộng 200 gian phòng, gia đình giàu có cao cấp bình thường trong nước đều có thể ở được, anh có thể mời bạn bè người thân đến đây ở cùng cũng không thành vấn đề. Trong sân vườn mỗi ngày đều có người quét dọn, cây cỏ quang cảnh trong vườn cũng sẽ có người chăm sóc định kỳ, không cần anh phải bận tâm. Tống Phù Dung chậm rãi nói, tỉ mỉ giới thiệu về căn trang viên Thanh Mai, đúng thật là vô cùng xa hoa, cho dù là nhà họ Tần lúc hưng thịnh nhất cũng không sống ở nơi xa hoa đến như vậy. Đương nhiên, một mình anh sống trong căn trang viên rộng lớn 200 phòng thực sự là quá lãng phí, mấy hôm nữa bảo nhà Linh Linh, Văn Nhi và cả nhà dì hai cũng đến đây sống nữa. Lúc đến vườn hoa, Tần Lâm nhìn thấy trong vườn có trồng rất nhiều hoa cúc ba tư, anh lập tức chau mày. Tống Phù Dung ngạc nhiên, vội hỏi, anh Tần, anh thấy chỗ nào không thích hợp sao? Tần Lâm nói, mẹ tôi lúc còn sống dị ứng với các ba tư, cho nên nhà tôi trước giờ chưa bao giờ trồng loại này, đừng trồng loại cây này. Tống Phù Dung vội vàng gật đầu, vâng anh Tần, cái này để tôi cho người sắp xếp. Tống Phù Dung nói xong, điện thoại đột nhiên kêu lên, sau khi nghe điện thoại vài giây liền nói. Anh Tần, trước cửa có mấy người muốn vào, là thiếu gia của bất động sản Điền Thị và mấy người bạn, chính nhà họ đã nhận thầu hạng mục này. Tần Lâm chau mày, sao đám người này lại theo đến đây vậy? Nhưng mà đến rồi thì cho bọn họ vào đi, chủ yếu là xem Linh Linh có thích căn trang viên này không. Cho bọn họ vào đi. Vâng, anh cứ xem trước để tôi đi sắp xếp. Dù gì thì cũng là khách quý chủ tịch Hà đích thân dặn dò, Tống Phù Dung không dám chậm trễ, cái gì mà thiếu gia nhà họ Điền chứ? Phải ra cảnh cáo trước không cho anh ta làm phiền anh Tần tham quan mới được. Tống Phù Dung đi đến cửa nói với bảo vệ, cho bọn họ vào đi. Điền Tuấn Khải và những người khác vừa vào liền vội vàng bước đến trước mặt Tống Phù Dung, cô là thư ký tổng phải không? Tôi là Điền Tuấn Khải, Điền Đại Ngưu bất động sản Điền Thị là bố tôi. Tống Phù Dung thường xuyên cùng lên TV với Hà Niệm Anh, bọn họ đều đã từng nhìn thấy cô nữ thư ký xinh đẹp này rồi. Chỉ có điều Tống Phù Dung mặc dù trẻ trung xinh đẹp nhưng bọn họ không dám có chút lòng xem thường nào, dù tuổi tác không chênh lệch là bao nhưng địa vị xã hội thì lại khác nhau một trời một vực. Người ta là thư ký của Hà Niệm Anh, cái gì mà bất động sản Điền Thị chứ, người ta chẳng thèm để vào mắt. Hôm nay có khách quý của Chủ tịch Hà đến, mọi người đừng vào khu sinh hoạt chính nhé,
muốn tham quan thì đi bên ngoài khu vực phong cảnh cây cối bên ngoài là được rồi. Điền Tuấn Khải ngây người vội vàng hỏi, thư ký Tống, tôi nghĩ cô đã nhầm rồi, người ở trong đó có phải vẫn còn trẻ tuổi, tóc ngắn mặc đồ màu đen không? Tống Phủ Dung trao mày, đúng vậy. Điền Tuấn Khải vỗ đùi, thư ký Tống, cô nhầm người rồi. Tên đó không phải là khách quý của Chủ tịch Hà đâu, tên đó là bạn của chúng rồi, lúc ở Sơn Trang Long Phụng, có mấy người bảo vệ nhận nhầm anh ta là khách quý, thế là tên đó làm liều giả vờ luôn là khách quý đấy. Vẻ mặt Tống Phủ Dung trầm xuống, chau mày. Sao tôi phải tin anh? Đây là khách quý của Chủ tịch Hà, không thể nào nhầm được. Điền Tuấn Khải hết lời giải thích, thư ký Tổng, cô nhất định phải tin, tên đó 10 năm trước là đại thiếu gia của nhà họ Tần ở Đông Hải. Nhà họ Tần 10 năm trước đã bị tiêu diệt trong vòng một đêm, chỉ còn mỗi anh ta có thể chạy ra ngoài. Anh ta ở ngoài theo học y thuật của một ông lão đông y sống trên núi 10 năm, sau đó mới trở về, anh ta là bác sĩ. Lai lịch của anh ta mọi người ở đây đều biết, cô thử nghĩ xem, người như vậy sao có thể là khách quý của Chủ tịch Hà chứ? Điền Tuấn Khải chắc chắn như vậy đúng là khiến người ta nghi ngờ, Tổng Phù Dung lúc này cũng không dám khẳng định. Nếu anh Tần kia thực sự là giả mạo thì lớn chuyện rồi. Nhưng nghi ngờ này lại không thể nói ra trước mặt, nhỡ sai thì sao? Nghĩ lại một lúc, Tống Phù Dung lặng lẽ gửi cho Hà Niệm Anh một tin nhắn. Chủ tịch Hà, bà có ảnh của anh Tần không? Không bao lâu sau, Hà Niệm Anh trả lời, có, cô cần ảnh để làm gì? Không được làm chậm trễ thời gian của cậu ấy đâu. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cô. Lúc này Tổng Phù Dung mới thở phào nhẹ nhõm, có ảnh là dễ xử lý rồi, đợi ảnh được gửi đến là biết ngay thôi mà. Thấy Tống Phủ Dung vẫn còn do dự, Điền Tuấn Khải liền nói. Thư ký Tống, sao cô lại không tin tôi chứ? Thế này đi, cô dẫn tôi đi gặp anh ta, tôi và anh ta sẽ đối chất trực tiếp, đảm bảo anh ta sẽ thừa nhận mình giả mạo. Điền Tuấn Khải chắc chắn như vậy, Tổng Phủ Dung do dự một lát, vậy thì qua đó xem một chút đi. Nếu như thật sự là giả mạo, đối chất trực tiếp một lúc là sẽ lộ tẩy thôi. Anh Tần kia, khí phách phi phàm, nhưng thực sự còn rất trẻ. Cô ấy cũng không rõ sao có thể trở thành khách quý của Chủ tịch Hà. Điền Tuấn Khải nổi giận đi cùng với thư ký Tống, vừa rồi Tần Lâm cáo giả oai hùng, thủ bị bảo vệ dùng côn điện đánh nhất định phải trả. Sau khi đến vườn hoa, nhìn thấy Tần Lâm đang nhổ từng gốc hoa ba tư lên, Điền Tuấn Khải lập tức nổi giận. Họ Tần kia, con mẹ nó anh làm gì vậy hả? Vườn hoa này là hạng mục bất động sản Điền Thị nhận thầu, những cây hoa này đều là do bọn họ dày công chọn lựa để trồng ở đây. Tên họ Tần này giả mạo là khách quý thì thôi đi lại còn dám phá hỏng nơi này. Điền Tuấn Khải sải bước tới, chỉ vào mặt Tần Lâm mắng chửi. 10 năm không gặp anh cũng có bản lĩnh lắm, bây giờ không làm đại thiếu gia mà lại làm kẻ lừa đảo hà. Bây giờ trước mặt mọi người anh nói rõ cho tôi xem, rốt cuộc anh lừa gạt mấy người bảo vệ kia kiểu gì, còn là khách quý của Chủ tịch Hà nữa chứ, anh xứng sao? Tần Lâm liếc Điền Tuấn Khải một cái rồi lạnh lùng nói. Cho anh vào là đã nể mặt anh lắm rồi, đừng có mà sĩ diện hão. Điền Tuấn Khải cười chế nhạo, hừ, đừng có mà sĩ diện hão. Lại còn anh cho tôi vào, anh không chém gió thì sẽ chết chắc, anh tưởng đây là đâu, là vườn hoa nhà anh sao? Họ Tần kia, anh đúng là không biết tự lượng sức mình, mau cút khỏi đây cho tôi. Vừa nói xong, Điền Tuấn Khải lập tức giơ tay lên túm lấy cổ áo của Tần Lâm, muốn vứt anh ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Phủ Dung kêu lên, là Hà Niệm Anh gửi ảnh cho cô ấy. Bức ảnh của bà ấy với Tần Lâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên ảnh là Tần Lâm và Hà Niệm Anh chụp chung, vừa mới chụp ở Sơn Trang Long Phụng. Gương mặt của Tần Lâm trên ảnh vô cùng rõ ràng, người trước mắt chính là Tần Thiếu Gia. Sắc mặt Tổng Phủ Dung thay đổi, vội vàng hét lớn, dừng tay. Có điều đã muộn rồi. Điền Tuấn Khải đã duỗi tay ra. Chỉ có điều, một thiếu gia con nhà giàu suốt ngày ăn với uống rượu như anh ta làm sao có thể đọ lại Tần Lâm. Tần Lâm bóp chặt tay anh ta giống như gọng kìm vậy. A, à, Điền Tuấn Khải đau đớn, liền quỳ xuống đất, bị Tần Lâm vặn đến vẹo người, ra tay vô cùng độc ác. Nỗi đau trên cổ tay khiến anh ta toát hết mồ hôi, tên họ Tần này 10 năm không gặp sao có thể có lực tay lớn đến vậy. Lúc trước cả hai đều là đại thiếu gia sống trong nhung lụa. Sức lực tương đương nhau. Sắc mặt Tổng Phù Dung thay đổi, da đầu tê dại, cô ấy ngốc thật, sao có thể tin mấy lời rác rưởi đó, hoài nghi thân phận của anh Tần, đúng là đáng chết mà. Tống Phù Dung tiến lên tát một phát, bóp, cái bạt tai này đập mạnh lên mặt Điền Tuấn Khải,
Tống Phủ Dung mặc dù là con gái, nhưng dùng hết sức lực, lại thêm móng tay sắc nhọn, khiến cho mặt anh ta hằn vệt máu hình năm ngón tay. Tần Lâm buông tay ra, Điền Tuấn Khải ngồi co quắp trên mặt đất, không tin nổi mà nhìn Tống Phủ Dung. Thư ký Tống, cô đang làm cái gì vậy? Mặt Tổng Phủ Dung tái xanh, cút cho tôi, còn dám làm gì bất kính với anh Tần nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Bảo vệ đâu, mau bắt bọn họ lại rồi ném ra ngoài. Mấy người bảo vệ vội xông đến vây mấy người này lại, Điền Tuấn Khải thực sự không biết nói gì. Thư ký Tống, tôi đã nói cô nhận nhầm người rồi, anh ta không thể nào là khách quý của Chủ tịch Hà được. Mấy người nhất định nhầm rồi. Câm miệng, Điền Tuấn Khải còn muốn nói nữa nhưng cây rùi cui điện đã đập tới, bộp bộp mấy tiếng, Điền Tuấn Khải chết đi sống lại, mấy thiếu gia nhà giàu khác cũng bị bắt lại rồi ném ra ngoài. Tần Lâm đứng ở bên cạnh Trúc Linh Linh, bảo vệ cho cô ấy, những người khác nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Đầu Tống Phủ Dung đầy mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên, lễ phép nói. Xin lỗi anh Tần vì đã khiến anh giật mình, đều là lỗi của tôi. Tần Lâm xua tay, cũng không để ý, anh tiếp tục đi tham quan với Trúc Linh Linh. Linh Linh, chỗ này thế nào, em có thích không? Trúc Linh Linh nói, đẹp thì đẹp thật ấy, có điều chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Tần Lâm cười nói, nếu em thích thì chuyển nhà qua đây, em thấy thế nào? Trúc Linh Linh nhíu mày, nói nhỏ, anh Tiểu Lâm đừng đùa, cứ bình thường là được, chúng ta mau đi thôi. Tần Lâm cười gượng, sao vậy, em cũng cảm thấy anh giả làm khách quý à? Trúc Linh Linh ngập ngừng nói, em biết anh không phải loại người đó, có điều bọn họ nhận nhầm cũng không trách anh được, chúng ta vẫn nên đi trước thôi. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không giải thích, đợi mấy ngày sau, đám người Trúc Linh Linh dọn qua là biết ngay. Hai người chào hỏi vài tiếng với Tống Phủ Dung xong rồi đi về, Tống Phủ Dung vốn định tự mình lái xe đưa bọn họ về nhà, có điều Trúc Linh Linh lại không dám, nhỡ may bị phát hiện ra, lộ tẩy thì sao? Theo cô thấy, Tần Lâm chắc là bị hiểu nhầm rồi. Mặc dù bây giờ Tần Lâm là bác sĩ, cũng không kém cạnh gì người khác, nhưng khách quan mà nói, anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hà Niệm Anh là người như thế nào? Là người giàu nhất cả nước, bà chủ bất động sản, muốn trở thành khách quý của Hà Niệm Anh phải là người như thế nào chứ? Ít nhất thì bây giờ anh Tiểu Lâm cũng không đạt được đến mức đó. Sau khi đi ra khỏi trang viên Thanh Mai, Trúc Linh Linh vẫn bày ra dáng vẻ tâm sự nặng nề. Linh Linh, anh nghe lúc trước em bảo, muốn mua một tòa nhà thương mại. Trúc Linh Linh gật đầu, đường thần số 2 bây giờ bán rất chạy, quy mô công ty được mở rộng, cũng thuê thêm nhiều người, văn phòng sắp chật kín rồi. Tòa nhà văn phòng nhỏ lúc trước của Trúc Linh Linh chỉ có 3 tầng, dù sao quy mô của công ty bọn họ cũng không lớn, chỉ có mấy chục người. Bây giờ khác rồi, đường thần số 2 nổi tiếng ra cả nước ngoài, Y Dược Văn Hòa bây giờ là công ty lớn hàng đầu, dù sao cũng phải đổi một tòa nhà văn phòng khác. Tần Lâm nói, em đã nhắm trúng tòa nhà nào chưa? Trúc Linh Linh lắc đầu, nhắm trúng cũng chẳng có tác dụng gì, bây giờ mấy tòa nhà thương mại lớn ở khu vực trung tâm đều bị đặt trước rồi, rất khó mua. Tần Lâm nói, em cứ nói xem em nhắm trúng tòa nhà nào cho anh nghe đi. Trúc Linh Linh cười gượng một tiếng, cũng không coi là thật, cô ấy đã chẳng có cách nào thì anh Tần Lâm có thể giúp gì chứ. Hai người vốn chuẩn bị đi bộ về nhà, Trúc Linh Linh đột nhiên nghe điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì cơ, bà nội quay về rồi. Được, con về ngay đây. Lúc trước đã nghe nói bà nội chuẩn bị quay về từ nước ngoài, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Anh Tiểu Lâm. Bà nội em về nước rồi, anh về nhà với em được không? Tần Lâm gật đầu, cũng nên qua chào hỏi bà cụ Âu Dương vài tiếng. Ở nhà họ Trúc, bà cụ quyết định mọi việc, bà cụ và Trúc lão gia đều có công ty riêng không liên quan đến nhau, nhưng bà có đầu óc kinh doanh nên quy mô của công ty rất lớn. Trên đường về nhà, mặt mày Trúc Linh Linh buồn rầu, có hơi lo lắng. Bà nội cũng kinh doanh y dược, có điều bà làm về mảng sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chuyên môn dùng cho người trung và cao tuổi, thị trường nước ngoài rất tốt, tự nhiên lại về lúc này, không biết có vấn đề gì. Hiện nay đường thần số 2 của Trúc Linh Linh nổi tiếng sang cả nước ngoài, còn bà nội về lúc này, biết đâu bà đã nghe thấy chuyện gì đó. Lòng Trúc Linh Linh đầy lo lắng, hai người vội vã về nhà. Lúc này nhà họ Trúc vô cùng náo nhiệt, bà cụ vừa về, mọi người đều đến hỏi thăm. Vào nhà họ Trúc. Chỉ thấy bà cụ với mái tóc hoa râm đang ngồi ở vị trí chủ tọa ở phòng khách, ngay cả Trúc lão gia cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh. Tay bà cụ cầm một chiếc quải trượng đầu rồng nạm ngọc, bà mặc một chiếc áo tôn trung sơn, trông vô cùng uy nghiêm. Tần Lâm và Trúc Linh Linh bước vào,
khách khí chào bà. Bà nội, bà cụ Âu Dương, bà cụ ngẩng đầu, nhìn Tần Lâm nói. Không ngờ nhà họ Tần vẫn còn con cháu. Chỉ một câu nói, không lạnh không nóng, không mặn không nhạt. Bà cụ chưa bao giờ có cảm tình với nhà họ Tần, lúc trước kết giao với bọn họ là vì nhà họ Tần có quyền có thể, bây giờ người nhà họ Tần đều không còn, chỉ còn sót lại vị thiếu gia sa sút này thì có tác dụng gì? Nếu như không gây thêm phiền phức cho bọn họ, thì nhà họ Trúc thêm một miệng ăn, về sau nuôi sống Tần Lâm cũng chẳng sao. Nhưng một khi anh gây chuyện gì, thì đừng trách bà cụ không niệm tình xưa. Bà cụ y nhìn Trúc Linh Linh nói, Linh Linh, bà ở nước ngoài đã nghe nói về đường thần số 2 của cháu, lượng tiêu thụ không tồi, nhà họ Trúc chúng ta bao năm nay lại có thêm sản phẩm mới, làm tốt lắm. Cảm ơn bà cụ chỉ khen một câu thôi, xong lập tức không cười nữa, nói với mọi người. Trong khoảng thời gian tôi không ở nhà, nghe nói mấy người có mâu thuẫn, chuyện lúc trước tôi không quan tâm, nhưng nếu tôi đã về rồi, tôi không cho phép mâu thuẫn này còn tồn tại. Mọi người đều là người nhà, Linh Linh. Cháu tạm thời đưa đường thần số 2 cho gia tộc đi. Lời vừa dứt, sắc mặt Trúc Linh Linh hơi đổi. Bà nội, bà có ý gì vậy, cháu không hiểu lắm. Bà cụ nói, điều này có gì khó hiểu đâu, trước khi bà về nước, sức khỏe của ông nội cháu không tốt, không quản lý được gia đình, khiến cho nhà ta chia bè kết phái. Nhưng bây giờ bà về rồi, nhà chúng ta nhất định phải đoàn kết lại thì gia tộc mới có thể phát triển. Linh Linh, bà nói có đúng không? Bà nội nói đúng ạ. Trúc Linh Linh không hề phản bác. Gia tộc của chúng ta có tổng cộng 3 công ty, sản phẩm chăm sóc sức khỏe Âu Dương của bà, Y Dược Trúc Thị và Y Dược Văn Hòa, 3 công ty đều phát triển riêng rẽ nên không có ưu thế, vậy nên bà quyết định sẽ hợp nhất công ty. Sắc mặt Trúc Linh Linh hơi đổi. Hợp nhất công ty đối với cô ấy mà nói thì chẳng có lợi lộc gì, Y Dược Văn Hòa của cô ấy hiện nay phát triển cực kỳ hưng thịnh, đường thần số 2 đã được mở rộng ra cả thị trường nước ngoài. Hiện nay liên tục được đổ vốn, lúc này mà hợp nhất với công ty khác thì nhất định không ổn. Bà nội, công ty cháu bây giờ phát triển rất tốt, sao phải hợp nhất chứ? Sắc mặt bà cụ sắc âm u. Sao vậy, phát triển tốt rồi liền quên đi gốc rễ à hai? Nếu như không có Y Dược Trúc Thị làm chỗ dựa trên thị trường biết bao năm qua, thì dựa vào mỗi đường thần số 2 của cháu thì làm sao có thể vực dậy công ty nhanh như vậy được? Ông cha ta có câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Sao vậy, bây giờ cánh đủ cứng cáp rồi, không muốn dựa dẫm vào nhà họ Trúc nữa chứ gì. Lời bà cụ nói vô cùng độc ác, sắc mặt Trúc Linh Linh thay đổi, vội vã nói, bà nội, cháu đương nhiên không có ý này. Bà nội lạnh lùng hừ một tiếng, không có ý này thì tốt, cháu yên tâm, hợp nhất công ty xong sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của cháu, bà sẽ dựa theo vốn tổng thể của công ty để phân chia cổ phần. Tối qua bà đã thức thâu đêm để tính toán, vạch ra phương án phân chia cổ phần. Linh Linh, cháu xem. Nói xong, bà cụ lấy ra một tờ hợp đồng, đưa cho Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh nhìn qua lập tức nhíu mày. Bà nội, công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Âu Dương của bà vốn có quy mô lớn hơn chúng cháu, bà cũng là gia chủ, cổ phần nhiều hơn chúng cháu là lẽ đương nhiên, có điều, .sao cổ phần của bác cả lại nhiều hơn cháu vậy. Y Dược Trúc Thị bây giờ chỉ là cái bình rỗng, vốn lưu động khéo còn chưa đến 1 triệu. Cho dù vốn của công ty ai nhiều hơn, thì việc bà nội là người quyết định là chuyện đương nhiên rồi, nhưng Y Dược Trúc Thị của bác cả, vừa nhìn liền biết sắp sập rồi, nếu không phải vì Trúc Linh Linh thương hại ông ta thì e rằng công ty của ông ta đã sớm phá sản từ lâu, ông ta đâu có tư cách nắm nhiều cổ phần như vậy. Sắc mặt bà cụ trầm xuống, bà nói, mặc dù Y Dược Trúc Thị không quá phát đạt, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, công ty nhỏ của cháu mới thành lập được vài năm, có thể so sánh với bác cả của cháu sao? Hơn nữa ngoài vốn ra, quan hệ, khách hàng, tài nguyên, mấy thứ này đều là điều kiện để đánh giá thành tựu của một công ty. Vậy nên tổng hợp lại mà xét, cổ quyền của Trúc Minh vẫn phải nhiều hơn cháu một chút. Trúc Linh Linh mím môi, mặc dù không phục, nhưng bà nội đã nói rồi, cô ấy cũng không dám phản bác, được rồi, chuyện này quyết vậy, ngày mai thủ tục sẽ hoàn thành. Bà cụ ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ của cả nhà, bùi ngùi nói. Lúc nãy khi bà đi về, có đi qua trang viên Thanh Mai. Vừa nhắc đến trang viên Thanh Mai, hai mắt bà cụ đầy sự ngưỡng mộ. Đó mới là nơi mà một đại gia tộc nên ở, không biết đến lúc nào chúng ta mới có thể ở đấy. Bà cụ Âu Dương là một người rất thích thể diện, địa vị, thể diện của cổ tộc với bà cụ mà nói cũng giống như sinh mệnh vậy. Nếu như có thể ở trang viên Thanh Mai, thì nhất định sẽ là gia tộc giàu có bậc nhất Đông Hải.
2, bà cụ thở dài tiếp tục nói. Nếu ba công ty hợp nhất thì chúng ta cần chọn một tòa nhà mới, bà nhắm trúng tòa nhà của bất động sản Hà Thị, nó nằm ở đường Hồng Kỳ, khu vực Hoàng Kim, hơn nữa còn là tòa nhà mới xây, giao thông thuận tiện, chuyện này trong hai người, ai sẽ xử lý đây? Trúc Minh vội vã nói, để Linh Linh làm đi, dạo này Linh Linh kinh doanh tốt, chắc cũng tích lũy được một ít quan hệ, trước đây nó còn lợi dụng quan hệ của gia tộc, bây giờ cũng nên làm chút chuyện cho gia tộc chứ nhỉ? Bất động sản Hà Thị là doanh nghiệp bất động sản xuất sắc nhất cả nước, tất cả các doanh nghiệp nhắm trúng tòa nhà của bọn họ, chuyện này đương nhiên không dễ làm, với thực lực của nhà họ Trúc không thể nào có tư cách mua được tòa nhà của bất động sản Hà Thị thay vì mất công làm, bị chửi té tát thì để Trúc Linh Linh làm đi, đợi đến khi cô thất bại trở về, ông ta có thể nói với bà cụ rằng cô không được việc. Trúc Linh Linh nhíu mày, bà nội, bất động sản Hà Thị, e rằng cháu không làm nổi. Trúc Minh biết chuyện này không dễ ăn. Trúc Linh Linh đương nhiên cũng biết, nhà của bất động sản Hà Thị được nhiều người nhắm trúng đến vậy, sao đến lượt bọn họ chứ? Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng, sao vậy, bảo cháu làm chút chuyện cho nhà họ Trúc mà cháu cũng không muốn sao? Lần này bà cụ về nước dường như có gì đó không hài lòng với Trúc Linh Linh, trong lời nói mang theo chút châm chọc. Tần Lâm mãi chẳng nói gì lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là một tòa nhà thương mại của bất động sản Hà Thị thôi mà, không thành vấn đề. Tần Lâm nói xong, Trúc Minh lập tức cười như được mùa. Tên họ Tần kia, cậu chém gió hay ghê. Mọi người chẳng biết thừa năng lực của cậu đến đâu, cậu chẳng qua chỉ có chút y thuật, chỉ là một bác sĩ mà dám ở đây phát ngôn bừa bãi, biết cách làm trò ấy nhỉ. Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng, nếu vậy thì cứ vậy đi, Linh Linh, bà cho cháu một tuần để xử lý chuyện này. Trúc Linh Linh buồn rầu, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Đi ra khỏi nhà, Trúc Linh Linh thở dài một hơi. Anh Tiểu Lâm, anh không nên đồng ý với bà nội như vậy, nhà của công ty bất động sản Hà Thị rất khó mua, em cũng không có quan hệ gì trong lĩnh vực bất động sản. Tần Lâm nói, cũng không cần quan hệ gì, chỉ là bất động sản Hà Thị mà thôi, anh giúp em. Trúc Linh Linh nhíu mày, Tần Lâm nói mấy câu này cứ như đang đùa vậy, chẳng nhẽ anh đang chém gió à? Về đến nhà, Vương Vân nghe thấy chuyện này, lập tức tức giận. Tên họ Tần kia, cậu cố ý hả? Rõ ràng biết lần này bà cụ về nước là để đối phó với Trúc Linh Linh, mà cậu dám đồng ý chuyện này. Bất động sản Hà Thị là một công ty lớn xa không với tới, dựa vào nhà họ Trúc nhỏ bé chúng ta sao có thể nói chuyện với bọn họ. Vương Vân tức đến mức đập bàn, hung ác nhìn Tần Lâm. Đúng là không còn gì để nói, bà cụ rõ ràng cố ý làm khó con, nếu như chuyện này mà làm không tốt, bà cụ nhất định sẽ mượn cớ để trách phạt con. Trúc Linh Linh thở dài, thôi mà mẹ. Đừng nói nữa, chuyện đã rồi, con thử xem sao. Thử, con có cách nào thử à, con định đến phòng giao dịch bất động sản của công ty bất động sản Hà Thị rồi hỏi à, tòa nhà thương mại đó nhất định đã có người đặt trước, nghĩ cũng đừng nghĩ, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đối phó với bà cụ. Tần Lâm không tham gia vào cuộc tranh luận của bọn họ, anh đi ra ngoài, rút điện thoại ra, gọi cho Hà Niệm Anh. Tiểu sư huynh có gì cần dặn dò à? Tần Lâm nói, nghe nói mấy người có một tòa nhà thương mại mới ở đường Hồng Kỳ, đã có ai mua chưa? Hà Niệm Anh là người thế nào, chỉ một câu hỏi đơn giản thế này, bà ấy đã hiểu rõ mọi chuyện. Tạm thời chưa có ai mua, tiểu sư huynh muốn mua ạ, thực ra đã có người đặt trước rồi, nhưng Hà Niệm Anh vẫn nói là chưa có, yêu cầu của tiểu sư huynh mới là chuyện quan trọng, người khác đặt trước thì hủy hợp đồng là được. Tần Lâm nói, vậy bán nó cho nhà họ Trúc đi. Được ạ. Sáng ngày thứ hai, Trúc Linh Linh mang theo tâm trạng bồn chồn đi ra khỏi nhà, anh Tiểu Lâm, anh nói chúng ta đến sớm thế này, chắc xếp hàng được nhỉ. Trong tình huống thông thường, phòng giao dịch bất động sản của công ty bất động sản Hà Thị không bán tòa nhà thương mại, chỉ bán các quầy hàng bản lẻ của một số tầng, nhân viên bán hàng thông thường vốn không có tư cách bán mấy tòa nhà ấy. Tần Lâm cười nhạt, xếp hàng á? Không cần, Trúc Linh Linh có hơi buồn bực, anh Tiểu Lâm lấy đâu ra sự tự tin vậy? Chẳng mấy chốc hai người đã đến phòng giao dịch bất động sản, lúc này có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đen, lễ phép đứng ở cổng của khu vực bán nhà, nhìn thấy hai người Tần Lâm đi tới vội vã tiến lên. Cậu Tần và cô Trúc phải không ạ? Tôi là phó chủ tịch của bất động sản Hà Thị, tôi tên là Tôn Tầng Dương, nghe nói cô Trúc đang muốn xem tòa nhà thương mại đúng không ạ? Trúc Linh Linh sững sờ, không ngờ rằng đến phòng giao dịch bất động sản lại gặp được phó chủ tịch đến tiếp. Phó chủ tịch bất động sản Hà Thị hoàn toàn không cùng cấp bậc với công ty khác. Loại người có máu mặt thế này lại đến đón tiếp cô ấy sao?
hơn nữa còn trong trường hợp cô ấy không hề hẹn trước. Trúc Linh Linh không khỏi nhìn Tần Lâm, mặt đầy nghi vấn, đây là chuyện gì vậy? Tần Lâm chẳng hề băn khoăn, Phó Chủ tịch Tôn phải không, vậy ông giới thiệu chút đi. Vâng, cô Trúc, tòa nhà thương mại này của chúng tôi nằm ở khu vực trung tâm của đường Hồng Kỳ, vị trí địa lý vô cùng tốt, giao thông thuận tiện, cả tòa nhà gồm 33 tầng, có thể chứa được hàng nghìn nhân viên văn phòng, trong phòng lắp đặt đầy đủ thiết bị cao cấp, bên cạnh còn có hai bãi đỗ xe trên và dưới lòng đất. Phó Chủ tịch Tôn bắt đầu giới thiệu chi tiết, thực ra tòa nhà thương mại này chẳng có gì để giới thiệu, các công ty lớn của thành phố đều nhắm vào tòa nhà này, ai có thể lấy được tòa nhà này đồng nghĩa với việc tương lai của công ty đó một bước lên trời. Tòa nhà thương mại này không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với tòa nhà văn phòng lúc trước của cô ấy, Trúc Linh Linh đần người ra nghe hết bài giới thiệu của ông ấy, lập tức chột dạ. Tòa nhà tốt thế này không biết bao nhiêu tiền cho đủ, nhà họ Trúc bọn họ có mua nổi không? Phó Chủ tịch Tôn, không biết bên ông định bán với giá như thế nào? Cô Trúc, bởi vì cô là khách quý của bất động sản Hà Thị của chúng tôi, vậy nên chúng tôi có giảm giá nội bộ, 30 triệu. Trúc Linh Linh sững sờ, chỉ có 30 triệu. Tòa nhà to như thế này nếu xét theo giá thị trường thì ít nhất cũng phải hơn 100 triệu, thậm chí cũng có thể đến 150 triệu, nhưng Phó Chủ tịch Tôn chỉ bảo nó có giá 30 triệu. Phó Chủ tịch Tôn, ông nói 30 triệu là đợt trả đầu phải không? Tôn Tần Dương cười, cô Trúc nói đùa rồi, 30 triệu là toàn bộ khoản tiền phải trả. Trúc Linh Linh lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đây đúng là nhặt được món hời mà. Đừng nói đến 30 triệu, dù là 100 triệu thì cũng không lỗ. Phó Chủ tịch Tôn, cảm ơn ông. Trúc Linh Linh vẫn thầm nghĩ, mình là khách quý của bất động sản Hà Thị lúc nào vậy nhỉ? Mình cũng chẳng quen biết ai làm trong lĩnh vực bất động sản cả. Hai người thương lượng xong, hẹn ngày mai ký hợp đồng. Tôn Tầng Dương còn đích thân gọi người lái xe đưa bọn họ về. Sau khi xuống xe, Trúc Linh Linh vẫn chưa hoàn hôn. Đúng là như đang nằm mơ vậy, 30 triệu mà có thể mua được tòa nhà lớn đến vậy, anh Tiểu Lâm, anh thực sự quen chủ tịch của bất động sản Hà Thị sao? Tần Lâm cười, đúng vậy, anh đâu có lừa em. Trúc Linh Linh thực sự vô cùng kinh ngạc, chẳng nhẽ anh từng chữa bệnh cho người có máu mặt thế này à? Anh Tiểu Lâm lợi hại quá, trong mắt Trúc Linh Linh. Tần Lâm chẳng qua chỉ là một người dân thường, nếu như nói có thể tiếp xúc với công ty lớn như bất động sản Hà Thị, thì nhất định là vì y thuật xuất chúng, hoặc là đã từng chữa bệnh cho chủ tịch, cũng chỉ có mấy khả năng này thôi. Tần Lâm bất đắc dĩ, nếu Trúc Linh Linh đã nghĩ như vậy thì anh cũng không biết làm thế nào. Về đến nhà họ Trúc, Trúc Linh Linh rất phấn khởi, bà nội sau khi về nước giao nhiệm vụ đầu tiên cho cô mà cô có thể hoàn thành tốt đến vậy, nên đương nhiên rất vui. Mặt Trúc Minh đầy vẻ cười nhạo, sao về sớm thế này? Chẳng nhẽ cô còn không có tư cách xếp hàng sao? Trúc Linh Linh, bác cả, tôi vốn không xếp hàng. Cái gì, không xếp hàng, mẹ giao cho cô nhiệm vụ quan trọng đến vậy mà cô không làm hết lòng à, còn chẳng thèm xếp hàng. Chẳng phải cô làm như thế là chẳng coi mẹ ra gì sao? Sắc mặt bà cụ cũng trầm xuống, chiếc quải trượng đầu rồng gõ cồm cộp lên mặt đất, bà không vui. Trúc Linh Linh nói tiếp, bà nội. Cháu không xếp hàng là vì phó chủ tịch của bất động sản Hà Thị, Tôn Tầng Dương đã tiếp đón cháu, bọn họ đã quyết định bán tòa nhà thương mại cho chúng ta. Thật không, bà cụ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Nếu thực sự có thể lấy được tòa nhà nằm ở đường Hồng Kỳ này, thì nhà họ Trúc chúng ta có thể dương oai rồi, sau này trước mặt các gia tộc khác cũng có thể đứng thẳng lưng một chút. Có điều chẳng mấy chốc, bà cụ lại buồn rầu. Linh Linh! Cháu đã bàn chuyện giá cả chưa, bao nhiêu tiền vậy? Có tư cách mua đương nhiên là tốt nhưng giá thành của bất động sản Hà Thị cao nhất cả nước, với khả năng tài chính của nhà bọn họ, không biết có mua được không? Trúc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, Trúc Linh Linh, đừng có nói cô vì muốn hoàn thành nhiệm vụ cho bà nội mà cố ý đẩy giá cao nhé. Cô cũng phải xem xét tình trạng của nhà họ Trúc, tiền của nhà họ Trúc không thể phung phí như vậy được đâu. Trúc Linh Linh này có tư cách gì mà đích thân phó chủ tịch của bất động sản Hà Thị phải tiếp đón? Nhất định là vì trả cao hơn người khác nên mới có tư cách tranh quyền mua. Bà cụ cũng nhíu mày, vốn nếu mua tòa nhà này theo giá thị trường cũng có hơi khó, đừng nói đến chuyện tăng giá. Trúc Linh Linh này chẳng nhẽ vì hoàn thành nhiệm vụ bà cụ giao phó mà không ngại tăng giá. Sắc mặt bà cụ u ám, bà chất vấn cô. Linh Linh, có đúng như bác cả cháu nói không? Cháu tăng giá. Trúc Linh Linh lắc đầu, bà nội, không có đâu, cháu đã thương lượng giá cả với phó chủ tịch Tôn rồi, giá là 30 triệu,
ngày mai sẽ ký hợp đồng. Mắt bà cụ sáng lên, thật sao? Tốt, vừa nghe thấy 30 triệu, bà cụ vui đến mức vỗ đùi. Vốn nghĩ nếu giá là tầm 100 triệu, bọn họ sẽ đầu tư tất cả vốn lưu động vào, còn vay ngân hàng thêm mấy chục triệu. Nhưng bây giờ, tòa nhà xa hoa này chỉ có giá 30 triệu, đây đúng là món hời mà, cứ như là nhặt được tiền vậy, hồi quá. Linh Linh, chuyện này cháu làm rất tốt, ngày mai ký hợp đồng phải không, cháu mau đi chuẩn bị đi, đây là chuyện lớn số 1 của nhà họ Trúc chúng ta, đừng để chậm trễ. Trúc Linh Linh gật đầu, rời đi với Tần Lâm, về nhà chuẩn bị ký hợp đồng. Trúc Linh Linh vừa đi, Trúc Minh vội vàng nói, mẹ, không được để Trúc Linh Linh đi ký hợp đồng. Bà cụ cau mày, sao thế? Trúc Minh nói, mẹ nghĩ xem, bây giờ Trúc Linh Linh đang sống vô cùng tốt, công ty của nó cũng rất thành công, nó sẽ chịu để chúng ta sáp nhập lại hay sao? Bà cụ y nhíu chặt mày, ý con là gì? Mẹ, đường thần số 2 của Trúc Linh Linh là do một thằng nhóc họ Tần chế tạo ra, hiện tại thằng nhóc đó chẳng có gì trong tay, có thể cậu ta để ý đến tiền của nhà họ Trúc nên mới ở lì đấy, nếu cứ để đám Trúc Linh Linh đi làm việc này thì e rằng sẽ xảy ra chuyện. Lời nói của Trúc Minh làm bà cụ suy tư một hồi. Đối với việc mua tòa nhà thương mại lần này, 30 triệu tệ gần như là tất cả tiền vốn của nhà họ Trúc, một khi xảy ra sự cố thì số tiền đó coi như mất trắng. Nếu là trước kia, đương nhiên bọn họ sẽ không phải lo lắng, nhưng bây giờ tên nhóc họ Tần kia từ một đại thiếu gia lại trở thành một kẻ nghèo kiết xác. Người một khi đã nghèo thì chuyện gì cũng có thể làm được. Mặc dù bà không tin Trúc Linh Linh sẽ phản bội nhà họ Trúc, nhưng có câu không sợ nhất phản, chỉ sợ vạn nhất, vậy nên chuyện này cần phải bàn bạc lâu dài. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc xảy ra bất ngờ Trúc Linh Linh trở về nhà rồi làm một bữa tối thịnh soạn, cả cô và Vương Vân đều rất vui vẻ, dù gì thì cô cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà bà nội giao cho, hơn nữa còn thành công mua được tòa nhà thương mại, sau này văn phòng của Y Dược Văn Hòa sẽ ở đó, công ty nhất định sẽ ngày càng phát triển tốt hơn. Vương Vân lườm Tần Lâm, nói, gia đình chúng tôi càng ngày càng tốt hơn rồi, cậu cũng có thể hưởng sái được rồi đó. Trúc Linh Linh không nói nên lời, Tần Lâm, hưởng sái chỗ nào đây, rõ ràng là do anh giúp, nếu như Tần Lâm không quen với Chủ tịch Hà thì sao có thể giành lại tòa nhà thương mại với giá này chứ? Vừa định giúp Tần Lâm giải thích mấy câu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe xong, sắc mặt Trúc Linh Linh chợt thay đổi. Bà nội, tại sao thế, giá này là do cháu thương lượng được mà. Mấy giây sau, Trúc Linh Linh bất lực cúp điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Sao thế, bà nội nói nhiệm vụ của con đã hoàn thành, ngày mai việc ký hợp đồng cứ để bác đi. Cái gì, Vương Vân đập bàn đứng phắt dậy, đây chẳng phải là đang ức hiếp người khác sao? Lúc xếp hàng ở phòng giao dịch bất động sản tại sao không đi? Chắc là cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ nên mới muốn né tránh, bây giờ giá cả đã thương lượng xong, sắp đến ngày ký hợp đồng lại để cho Trúc Minh đi ư. Trúc Minh đi ký hợp đồng thì coi như đã giúp được một việc lớn cho gia tộc, và mọi công sức của Trúc Linh Linh cũng sẽ bị phủi sạch hoàn toàn, thật không công bằng chút nào. Tần Lâm cười nhạt, bà cụ Âu Dương này cũng quá thiên vị rồi đó, lúc gặp khó khăn thì bảo Trúc Linh Linh đi làm, còn có chuyện tốt lại để Trúc Minh đi, thật buồn cười làm sao. Yên tâm đi, Linh Linh, nếu không phải em thì không ai có thể ký được hợp đồng này cả. Vương Vân trợn tròn mắt, chỉ có mỗi cậu nói tốt. Bây giờ người ta đã để Trúc Minh đi ký hợp đồng rồi, còn có thể đưa lại cho chúng ta nữa sao? Nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì hãy giúp chúng tôi nghĩ cách đi, chứ đừng ở đây nói mấy lời mát. Trúc Linh Linh cảm thấy buồn bực, được rồi đó mẹ, chuyện này không liên quan đến anh Tiểu Lâm, để con tự nghĩ cách. Sáng sớm hôm sau, Trúc Minh mặc âu phục chỉnh tề đến phòng giao dịch bất động sản của bất động sản Hà Thị với vẻ mặt tràn đầy tự tin, nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, Trúc Minh bèn tiến đến hỏi thăm. Cho hỏi, anh có phải là phó chủ tịch Tôn Tầng Dương không? Tôn Tầng Dương gật đầu, anh là. Trúc Minh nhanh chóng tiến đến bắt tay, mặt không quên nở THN cười. Xin chào, tôi là Trúc Minh của nhà họ Trúc, thật thất lễ khi để anh đích thân ra đón như vậy, chúng ta vào ký hợp đồng nhé. Tôn Tầng Dương cau mày, Trúc Minh, cô Trúc Linh Linh đâu? Trúc Minh cười đáp, con bé chỉ là cổ đông thứ ba của công ty, số cổ phần cũng ít hơn tôi. Với lại chuyện quan trọng như thế này thì tôi ký sẽ thích hợp hơn. Vừa dứt lời, Tôn Tầng Dương buông tay ra, sau đó lạnh lùng nhìn Trúc Minh rồi nói một cách lạnh nhạt. Thật xin lỗi, tôi chỉ ký hợp đồng với cô Trúc Linh Linh. Trúc Minh sững ra, ngượng ngùng cười đáp, Chủ tịch Tôn, Trúc Linh Linh chỉ là một vai vế nhỏ trong gia đình chúng tôi thôi,
con bé không đủ tư cách để thay mặt nhà họ Trúc ký hợp đồng, hay cứ để tôi làm gì? Tôn Tầng Dương hừ lạnh một tiếng, anh có tư cách chắc, đi về nói với người nhà anh, nếu không có cô Trúc Linh Linh thì bản hợp đồng này sẽ coi như vô hiệu. Nói xong, Tôn Tầng Dương lập tức quay về. Trúc Minh vội vàng đuổi theo, Chủ tịch Tôn, xin anh hãy cân nhắc lại, chẳng phải hôm qua chúng ta đã thương lượng xong giá cả rồi ư. Chỉ tiếc là vừa đi đến cửa, Trúc Minh đã bị hai bảo vệ chặn lại, nếu còn bước thêm thì bọn họ sẽ ra tay. Trúc Minh nhìn theo bóng lưng của Tôn Tầng Dương với vẻ mặt bực dọc. Nhìn thấy Trúc Minh về nhà như người mất hồn, bà cụ liền vội hỏi. Trúc Minh, con ký hợp đồng chưa? Trúc Minh lắc đầu, mẹ, chúng ta gặp rắc rối rồi. Bà cụ nhíu mày, chuyện gì, nói mau. Đây là toàn bộ tiền vốn của nhà họ Trúc và cũng là ưu tiên hàng đầu trong lòng bà cụ Âu Dương. Trúc Minh nói, mẹ, không biết Chủ tịch Tôn bị gì nữa, ông ta cứ nói phải là Trúc Linh Linh đi ký hợp đồng, còn nói con không đủ tư cách. Bà cụ hừ lạnh một tiếng, Trúc Linh Linh này cũng có chút thủ đoạn đó, xem ra là mẹ coi thường nó rồi. Trúc Minh bèn tận dụng thời cơ, nói, mẹ đừng chiều theo nó nữa, chuyện quan trọng của gia tộc mà nó còn dám giở trò, thế sau này chẳng phải nó sẽ không thèm coi mẹ ra gì sao. Sắc mặt bà cụ sa sầm, nói, không sao, đừng quan tâm đến nó, chiều mẹ đích thân đi ký. Nay đê bình thường bà cụ sẽ không bao giờ ra mặt trừ phi gặp phải biến cố gia tộc lớn như vậy, bà còn là chủ của gia đình nên đương nhiên lời nói sẽ có trọng lượng hơn bất kỳ ai. Như Trúc Minh đã nói, Trúc Linh Linh nghĩ mình lập được chút thành tựu cho gia tộc bèn trở nên kiêu ngạo, thật không tốt chút nào. Buổi chiều, bà cụ chống gậy bước xuống xe, bước từng bước đến phòng giao dịch của bất động sản Hà Thi. Một số chuyên viên tư vấn lịch sự bước đến, xin chào, bà muốn xem loại nhà nào ạ? Bà cụ nói, tôi là Âu Dương Diễm Diễm của nhà họ Trúc, tôi muốn tìm Phó Chủ tịch Tôn Tầng Dương của quý công ty để bàn về hợp đồng của tòa nhà thương mại. Chuyên viên tư vấn cau mày, cảm thấy dường như có vấn đề. Bàn về hợp đồng của tòa nhà thương mại, nhà họ Trúc, tuy bọn họ chỉ là chuyên viên siêu bình thường, nhưng bọn họ cũng biết được ai mới là người cuối cùng có được tòa nhà thương mại này, chắc chắn phải là một trong những gia tộc lớn ở Đông Hải, và có vẻ nhà họ Trúc không nằm trong số đó. Hơn nữa, cho dù có thật sự thương lượng thì cứ liên lạc trực tiếp với Phó Chủ tịch Tôn là được rồi, cần gì phải đến đây tìm chứ? Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước thì xin bà hãy qua kia xếp hàng. Bà cụ cau mày, bà từng này tuổi, cũng tự cảm thấy bản thân cũng không phải người bình thường, vậy mà lại phải đứng xếp hàng như bao người sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, dù gì cũng là cầu xin người ta nên cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi, hơn nữa, bà cũng không dám ngang ngược ở bất động sản Hà Thị. Bà cụ chống nạng, đành phải chịu đứng xếp hàng những người ở trước đều đang xếp hàng để gặp Phó Chủ tịch Tôn, họ đều là những ông chủ của các doanh nghiệp nhỏ hoặc là thành viên của những gia tộc nhỏ, họ có phương pháp kinh doanh nhưng thực lực lại yếu nên muốn tìm đến Phó Chủ tịch Tôn hòng muốn đi cửa sau để mua được cửa hàng mặt phố ở vị trí tốt. Bà cụ đã đứng ở đây nửa giờ đồng hồ, mặc dù chống nạng nhưng dường như cơ thể bà không thể chịu nổi nữa, Trúc Minh thấy vậy bèn hỏi. Mẹ, hay là chúng ta về nhé? Bà cụ lắc đầu, chuyện này nếu làm không xong thì mẹ sẽ vô cùng khó chịu, cứ tiếp tục đợi đi. Chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, bà cụ đã hoàn toàn đứng không vững, chỉ có thể dựa vào nạng, cuối cùng thì những người ở trước cũng đã hết, lượt tiếp theo sẽ đến bà. Lúc này, một chuyên viên sale đi đến và hỏi, thật xin lỗi bà, Phó Chủ tịch Tôn của chúng tôi tan làm rồi, ngày mai bà hãy đến lại nhé. Bà cụ gần như không thể đứng vững được nữa, đứng mấy tiếng đồng hồ liền cảm thấy tức giận. Cái gì, tôi đã đợi ở đây mấy tiếng, sắp đến lượt tôi rồi, bây giờ các người lại bảo tan làm ư. Mấy người nghĩ Âu Dương Diễm Diễm tôi dễ bắt nạt vậy, sêu bà cụ chống nạng, mặt mày vô cùng dữ tợn. Những chuyên viên sêu đó đều bị làm cho giật mình, bọn họ không hề quan tâm nhà họ Trúc hay Âu Dương Diễm Diễm gì cả, nhìn thấy có người tỏ ra ngang ngược ở đây, họ lập tức hét lên. Bảo vệ, mau đến đây, một số nhân viên bảo vệ nhìn thấy bà cụ làm loạn liền nhanh chóng chạy đến. Bọn họ thấy bà tuổi đã cao nên cũng không dùng dùi cui điện, vài người lao đến lấy nạng của bà rồi dùng tay đè bà cụ xuống đất. Oun, bà cụ tuổi đã cao, làm sao có thể chịu được khi bị đám thanh niên này tóm chứ? Mặc dù bọn họ không dùng lực nhưng bà vẫn la hét liên tục, hai tay bà bị bẻ ra phía sau, còn một bên mặt bị áp xuống đất. Trúc Minh nổi điên quát, mấy người dám động vào mẹ tôi sẽ liều mạng với mấy người. Một kẻ bất tài như Trúc Minh đương nhiên không phải là đối thủ của đám bảo vệ, ngay lập tức ông ta đã bị đè xuống mặt đất,
lúc đó mọi người đều đến vây quanh nhìn hai mẹ con, trông vô cùng nhếch nhác. Lúc này, Tôn Tầng Dương đi ra khỏi văn phòng, Trúc Minh vội vàng hét lên. Phó Chủ tịch Tôn, Phó Chủ tịch Tôn, Tôn Tầng Dương bước đến, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bèn cau mày. Có chuyện gì vậy, thả bọn họ ra đi. Tôn Tầng Dương cũng nhận ra đây là Trúc Minh, nhưng ông không tỏ ra nhiệt tình cho lắm, dám đến gây chuyện ở bất động sản Hà Thị thì bị vậy cũng đáng đời. Trúc Minh đỡ bà cụ dậy, trông hai người vô cùng thảm hại, bà cụ tức đến mức hoa cả mắt, bà chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy trước đây. Trúc Minh nói, Phó Chủ tịch Tôn, đây là mẹ tôi, người đứng đầu của nhà họ Trúc, hôm nay bà ấy đích thân đến đây để ký hợp đồng với anh. Tôn Tầng Dương ồ lên một tiếng rồi nói, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi chỉ ký hợp đồng với cô Trúc Linh Linh, các người đều không có đủ tư cách. Sau đám đông, nói xong, Tôn Tầng Dương lập tức rời đi, mẹ con Trúc Minh sững sờ, bà cụ đích thân đến vẫn không được ư. Trúc Linh Linh chỉ là một cổ đông nhỏ của gia đình mà thôi, bà cụ mới thật sự là người có tiếng nói. Vậy mà Tôn Tầng Dương lại không xem bà ra gì, thậm chí bà còn bị nhân viên bảo vệ làm cho bị thương, ông ấy cũng không hỏi thăm bà cụ lấy một câu, đây nào giống đi ký hợp đồng chứ. Bà cụ nghiến chặt răng, run lên vì tức giận, mau, đi về nhà. Về đến nhà, bà cụ ngồi dựa vào ghế, trán, cánh tay, đầu gối đều phải chườm nóng, tuy chỉ bị giữ chặt, nhưng do tuổi tác đã cao nên có vài chỗ vẫn bị thương nhẹ. Những vết thương ngoài da này chỉ là thứ yếu, quan trọng vẫn là chấn thương tâm lý. Bao nhiêu năm qua bà cụ sống vô cùng sĩ diện, tự cho mình là tầng lớp thượng lưu, nhưng hôm nay lại bị đè xuống ở nơi công cộng như vậy, thật xấu hổ đến mức không biết giấu mặt ở đâu. Nhục nhã vô cùng, khi gia đình Trúc Linh Linh đến, bọn họ vô cùng sốc khi thấy bà cụ bị thương. Bà nội, bà bị sao thế? Bà cụ đập mạnh xuống bàn, Trúc Linh Linh, có phải mày nói dối bà không? Trúc Linh Linh chẳng hiểu chuyện gì, bèn lắc đầu, cháu không có, cháu nói dối bà lúc nào chứ? Bà cụ nghiến răng nghiến lợi nói, mày còn dám nói không? Hôm nay bà đã đi gặp Phó Chủ tịch Tôn của Bất Động Sản Hà Thị, mày có biết là ông ta thái độ như thế nào với bà không? Như vậy mà mày nói đã thương lượng được rồi sao? Trúc Linh Linh, mày nói thật cho bà biết mau. Nếu Trúc Linh Linh thật sự đã thương lượng thành công thì Bất Động Sản Hà Thị sẽ không có thái độ như vậy, cho dù bọn họ không tiếp đãi như khách quý nhưng ít nhất cũng nên lịch sự một chút. Hôm nay có chuyện gì vậy? Bọn họ còn để bảo vệ đè bà xuống đất, đến nhìn người ta cũng chẳng thèm, hoàn toàn không để ý tới, đây rõ ràng là không coi nhà họ Trúc bọn họ ra gì mà. Nào giống việc đã thương lượng thành công chứ? Trúc Linh Linh cau mày, bà nội, cháu chắc chắn đã thương lượng được rồi. Trúc Minh hừ lạnh một tiếng, Trúc Linh Linh, cháu còn già mồm được sao? Hôm nay bác với mẹ đi đến phòng giao dịch bị người ta sỉ nhục như thế nào cháu biết không? Đều vì tin mấy lời bậy bạ của cháu đó. Cháu nói xem, cháu phải chịu trách như thế nào đây? Cháu, Tần Lâm cười khẩy, chịu trách nhiệm. Các người thật quá hài hước rồi đó, vốn dĩ hôm qua Trúc Linh Linh đã thương lượng xong xuôi hết rồi, mấy người lại đòi đổi người, bản thân không có bản lĩnh đến mức làm hợp đồng tiêu tan. Vậy mà bây giờ lại đòi người khác chịu trách nhiệm. Hỗn láo, Trúc Minh nổi điên, chỗ này không đến lượt cậu lên tiếng. Nếu Trúc Linh Linh không nói dối thì bọn họ không thể nào đối xử với tôi và mẹ như vậy được. Bà cụ cũng đang kiềm nén cơn giận trong lòng, Linh Linh, cháu nói gì đi? Ý của cháu là cứ để cháu đi thì mọi việc sẽ được giải quyết đúng không? Trúc Linh Linh cau mày, thật ra cô cũng không dám chắc, nhưng ít nhất cô sẽ không giống như hai người bọn họ. Đi đàm phán hợp đồng đến mức thương tích đầy mình trở về. Bà nội, để ngày mai cháu đi thử xem. Bà cụ hừ lạnh một tiếng, ngày mai cả nhà chúng ta cùng đi, xem cháu thương lượng như thế nào, nếu như cháu có thể ký được hợp đồng thì sẽ ghi công cho cháu, ngược lại thì sẽ bị phạt. Vâng, sau khi về đến nhà, mặt mũi Vương Vân tối sầm lại. Họ Tần kia, cậu đúng là khắc tinh của gia đình tôi mà, cậu nghĩ cậu là ai, sao cậu lại dám khoa tay múa chân ở nhà chúng tôi hả? Bây giờ còn đắc tội cả anh lẫn mẹ, sau này làm sao gia đình tôi sống được đây? Trúc Linh Linh nói, mẹ đừng nói vậy mà, lần này bàn được hợp đồng đều nhờ anh Tiểu Lâm giúp cả, anh ấy quen biết người của Bất Động Sản Hà Thị. Vương Vân nghe thấy liền kinh ngạc, không ngờ rằng một bác sĩ còn con lại có chút quan hệ như vậy. Nhưng căn bản Vương Vân vẫn không xem mối quan hệ này ra gì, bà hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vậy thì sao chứ? Nếu không có thực lực của nhà họ Trúc thì cậu ta có thể thương lượng được sao? Ngày mai cả nhà sẽ nhìn thấy con ký hợp đồng,
nếu như ký không được thì bà cụ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con đâu. Trúc Linh Linh cũng vô cùng lo lắng, nhớ đến ngày hôm qua thái độ phó chủ tịch Tôn vẫn còn rất tốt, tại sao lúc bà nội và bác đến lại thành ra như vậy? Không phải ông ấy nuốt lời chứ? Nhìn thấy Trúc Linh Linh lo lắng, Tần Lâm bèn nói, Linh Linh, em yên tâm đi, ngày mai mọi thứ sẽ thuận lợi thôi. Trúc Linh Linh gật đầu, mong là vậy. Dù anh Tiểu Lâm có chút mặt mũi nhưng cũng không phải quá có ưu thế, dù sao thì anh cũng chỉ là bác sĩ mà thôi, coi như cũng có chút giao tình vì chữa bệnh cho người ta, mong rằng ngày mai mọi thứ sẽ suôn sẻ. Sáng sớm hôm sau, gia đình Trúc Linh Linh đã đến trước nhà bà cụ. Lần này cả nhà họ Trúc đều đi, bọn họ lái 4-5 chiếc xe hơi đến phòng giao dịch của bất động sản Hà Thị. Trên đường đi, sắc mặt bà cụ sa sầm, nghĩ đến chuyện hôm qua liền cảm thấy hết sức xấu hổ. Trúc Linh Linh, hy vọng hôm nay cháu đừng để bà tiếp tục mất mặt nữa. Trúc Minh hừ lạnh một tiếng, mẹ, hay là chúng ta đừng tin nó nữa, một lát cứ để nó tự đi thì hơn, còn chúng ta ngồi trên xe chờ để xem nó xếp hàng như thế nào, rồi bị bảo vệ đuổi ra sao. Hừm, bà cụ hừ lạnh một tiếng, nếu quả thật như vậy thì lúc về bà nhất định sẽ giáo huấn con nhỏ này một trận. Xe chạy đến nơi, Trúc Linh Linh liền bước xuống. Nhìn thấy toàn bộ nhân viên của bất động sản Hà Thị đều đứng trước cửa, ngoài ra còn có những cô gái trang điểm lộng lẫy mặc đồng phục tiếp đón, ai nấy đều cười tươi như tiếp viên hàng không đang đứng chờ để đón khách. Trúc Linh Linh tiến lên vài bước, nhưng không dám đi qua, cô tự hỏi bất động sản Hà Thị này đang tiếp đãi khách quý hay sao? Lần này có hơi đáng tiếc, người ta có chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể tiếp cô được chứ? Tuy nhiên, lúc Trúc Linh Linh vừa định quay về thì Tôn Tầng Dương bỗng xuất hiện. Đúng lúc nhìn thấy Trúc Linh Linh ở đó bèn vội vàng tiến đến. Tôn Tầng Dương mặc âu phục chỉnh tề, vội vã bước tới trước mặt Trúc Linh Linh, sau đó nói một cách cung kính. Cô Trúc, cô đến rồi, mời cô vào trong. Trúc Linh Linh sững ra một lúc, a, tôi thấy hình như bên ông đang có hoạt động gì đó, hay là tôi đợi một lát nhé. Tôn Tầng Dương cười đáp, hôm nay chúng tôi không có hoạt động gì cả, đây chỉ là nghi thức của buổi lễ để cô Trúc ký hợp đồng với chúng tôi mà thôi. Trúc Linh Linh ngây ra, đây là đang đón tiếp tôi sao? Đúng vậy, nói xong, Tôn Tầng Dương giang tay mời Trúc Linh Linh đi vào. Tất cả nhân viên đón tiếp đều mỉm cười và hướng ánh mắt theo Trúc Linh Linh, khi cô đi qua, bọn họ đều xoay người theo một cách cung kính làm thu hút ánh nhìn của mọi người ở đấy. Trúc Linh Linh nhất thời trở thành tâm điểm. Sau khi đi vào phòng giao dịch, cả Trúc Minh và bà Âu Dương đang ở trên xe đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện gì thế? Tại sao Linh Linh lại được tiếp đãi tốt như vậy? Con cũng không biết nữa, hay là chúng ta đi xem thử. Cả gia đình xuống xe đi theo sau. Sau khi bước vào đại sảnh, nhìn thấy toàn bộ sảnh được bố trí như phòng họp với một bàn hội nghị lớn ở chính giữa, hai chiếc ghế được đặt ở hai bên, lần lượt là vị trí của Tôn Tầng Dương và Trúc Linh Linh. Xung quanh có rất nhiều người đang ghi hình, cũng như phóng viên đang cầm micro, đèn flash liên tục nhấp nháy khiến cho bầu không khí hết sức long trọng. Tổng Giám đốc Trúc, đây là hợp đồng của chúng tôi, xin cô hãy xem qua, nếu không có gì thì lễ ký kết của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. À, được, Trúc Linh Linh còn chưa kịp định thần lại liền phải nhanh chóng xem kỹ hợp đồng. Hợp đồng không có vấn đề gì, số trang không nhiều, cũng không có các điều khoản rườm rà, tất cả đều vô cùng rõ ràng, căn bản mọi thứ đều có lợi cho Trúc Linh Linh. Thậm chí bất động sản Hà Thị còn bao gồm cả việc chi trả phí bất động sản của họ trong 3 năm. Có thể nói bản hợp đồng này hoàn toàn không có vấn đề gì, Trúc Linh Linh cũng lập tức đặt bút ký, máy quay đã ghi lại toàn bộ quá trình, sau này họ sẽ phát lại trên đài truyền hình Đông Hải. Sau khi ký hợp đồng xong, Tôn Tầng Dương đích thân tiễn Trúc Linh Linh ra ngoài, nhìn thấy bà cụ và những người khác đang đứng ở cửa, Tôn Tầng Dương bèn nói. Cô Trúc, bên cạnh chúng tôi chính là nhà hàng Hoa Tử Kinh, chúng tôi đã chuẩn bị ít rượu mừng ở bên đó, tôi là người ngoài nên không tiện tham gia. Mong các vị cứ từ từ thưởng thức. Trúc Linh Linh gật đầu, sau đó cảm ơn một lần nữa. Sau khi bước ra, bà cụ nhìn cô đầy mong đợi, thật ra không cần hỏi cũng biết trước kết quả, nhưng bà vẫn muốn chính miệng Trúc Linh Linh nói ra. Trúc Linh Linh nói, bà nội, cháu đã ký hợp đồng xong rồi. Tốt lắm, bà cụ vỗ đùi cười khoái chí. Linh Linh làm tốt lắm, cháu muốn ăn gì nào, bà nội mời. Bà cụ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Trúc Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà nội, Phó Chủ tịch Tôn nói ông ấy đã đặt sẵn bàn cho chúng ta ở nhà hàng Hoa Tử Kinh kia, hay là bây giờ chúng ta qua đó nhé? Được. Khuôn mặt bà cụ tràn đầy niềm vui,
một tòa nhà chọc trời 33 tầng ở trung tâm thành phố sẽ thuộc về nhà họ Trúc bọn họ, nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn. Chuyện không vui ngày hôm qua cũng được xóa sạch. Trúc Minh cau mày, vẻ mặt đầy sự nghi vấn. Chuyện gì xảy ra với Trúc Linh Linh vậy? Hôm qua bọn họ đến phải đợi xếp hàng bao lâu chứ, thậm chí còn làm náo động đến mức bảo vệ phải ra tay với bọn họ. Kết quả đến lượt Trúc Linh Linh lại được nhân viên tiếp đón nồng hậu, còn có cả phóng viên của đài truyền hình phỏng vấn, rồi cả tiệc rượu chúc mừng, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ăn uống no say, vô cùng vui vẻ, bà cụ rất hài lòng với biểu hiện lần này của Trúc Linh Linh, 30 triệu tệ có thể mua được tòa nhà thương mại này thì quả thật quá hời. Linh Linh, ngày mai đến kiểm tra tòa nhà văn phòng đi, nếu không có gì thì cứ sửa sang lại một chút rồi ba công ty nhà chúng ta sẽ chuyển qua đó. Thương nghiệp của bất động sản Hà Thị đều vô cùng đẹp và đúng chuẩn, tòa nhà này vốn dĩ đã được trang trí theo kiểu văn phòng, nên căn bản không có gì để chỉnh sửa cả. Trúc Linh Linh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Sau khi về đến nhà, bà cụ vẫn tươi cười vui vẻ, hết lời khen ngợi Trúc Linh Linh, Trúc Minh ở cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Con nhỏ này không biết đã dùng thủ đoạn gì để kết thân với bất động sản Hà Thị. Lúc trước cũng như vậy với tập đoàn Hiên Viên, lần này lại là bất động sản Hà Thị. Nó lấy đâu ra nhiều thủ đoạn vậy chứ? Đều là người nhà họ Trúc, bọn họ có quan hệ như thế nào ông ta đều biết cả, chỉ là Trúc Minh không thể ngờ rằng con nhỏ đó lại quen biết với người có máu mặt đến vậy. Trúc Minh càng nghĩ càng giận, sau đó lấy điện thoại ra bấm số. Anh Hổ à, tôi là Trúc Minh, ngày mai tòa nhà bất động sản Hà Thị ở đường Hồng Kỳ sẽ được kiểm tra, tôi muốn anh gây ra chút rắc rối. Anh Hổ ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy bèn trở nên vui vẻ. Anh Trúc, tôi đang xem TV đây, tòa nhà đó không phải là do cháu gái anh mua lại sao, có chuyện gì vậy, anh muốn đối phó với người nhà à? Trúc Minh cười khẩy, anh Hổ, anh đừng quan tâm đến nguyên nhân, chỉ cần làm việc là được. Anh Hổ cười lạnh mấy tiếng, sau đó nói vài câu rồi cúp máy. Anh Hổ chính là sống bằng nghề này, quy tắc thì nhiều người cũng biết rồi, chỉ cần tiền bạc hợp lý là được. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh Hổ được chứng kiến việc, tự mình đánh mình. Như vậy, dù sao thì hắn ta cũng không quan tâm, miễn có tiền là được. Sáng hôm sau, Trúc Linh Linh lấy một chùm chìa khóa rồi đi đến trước cửa của tòa nhà chọc trời 33 tầng của bất động sản Hà Thị TH đường Hồng Kỳ. Vừa xuống xe liền ngửi thấy một mùi kinh tởm làm cho người ta muốn ói, Trúc Linh Linh lập tức ho khan một tiếng. Nhìn kỹ lại, Trúc Linh Linh nổi giận ngay lập tức. Bên ngoài cửa của tòa nhà mới tinh này đã bị người ta hất nước bẩn lên. Rau rác thịt thối và một số thứ ghê tiêm như phân heo đều dính trên cửa kính thủy tinh. Ai làm đây chứ, tòa nhà mới toanh còn chưa được kiểm tra đã bị người ta làm đến như vậy. Trúc Linh Linh vừa tiến đến vài bước, bỗng có một người đàn ông ngậm điếu thuốc cũng đi tới. Thật xin lỗi cô, hiện tại tòa nhà này đang được nhận bảo hộ, cô không thể đi vào. Người đàn ông trước mặt vừa gầy vừa thấp, cao ngang Trúc Linh Linh, trông vô cùng yếu ớt, nhưng lại toát ra vẻ dữ tợn. Tôi không thể vào. Tòa nhà này là của tôi, sao tôi lại không thể vào? Anh Hồ cười lạnh một tiếng. Tôi nói rồi, tòa nhà này đang được bảo hộ, cô muốn vào cũng được thôi, đưa chút tiền bảo hộ là được. Trúc Linh Linh cau mày, là phí bảo hộ phải không? Anh Hồ mỉm cười, xem ra cô cũng hiểu chuyện đấy, tòa nhà này có thể hoạt động bình thường, sau này nhân viên của cô cũng có thể vào, nhưng mỗi người đều phải đóng phí bảo hộ là được. Trúc Linh Linh lấy điện thoại ra rồi gọi mấy cuộc. Cô không ngờ mới ngày đầu mở cửa lại có người dám đến gây sự. Vương Vân nghe vậy liền nổi giận. Hừm, có người dám đến địa bàn của nhà họ Trúc để thu phí bảo hộ sao? Muốn chết à? Vương Vân đứng dậy, nhìn thấy Tần Lâm cũng đang thay đồ, bà chợt cau mày. Cậu định làm gì? Tần Lâm nói, công ty của Linh Linh xảy ra chuyện, tôi phải đi xem thử. Vương Vân hừ lạnh một tiếng, cậu đi thì có tác dụng gì chứ, chỉ thêm loạn thôi. Hay là cậu cứ lái xe chờ tôi đến đó đi. Vương Vân ném chìa khóa xe cho Tần Lâm rồi lập tức bước ra ngoài. Tần Lâm cũng không nói gì, anh cầm lấy chìa khóa rồi lên xe. Trên đường đi, Vương Vân giận đến xanh mặt, bà nói. Lát nữa đến đó cậu đừng nói lung tung, cứ để tôi thương lượng với bọn họ, có nghe chưa hả? Tần Lâm cũng không nói tiếng nào, nên Vương Vân còn tự cho mình là đúng, anh cũng quen biết một chút về đám du thủ du thực này TH Đông Hải. Mặc dù Vương Vân là phú bà nhưng đám côn đồ đó cũng sẽ không nề mặt người như bà đâu, vậy có lẽ. Tần Lâm nên đích thân ra tay mới được. Sau khi đến nơi, Vương Vân vừa bước xuống xe liền nhìn thấy màn cửa của tòa nhà bị hất nước bẩn liền nổi điên ngay lập tức ai làm chuyện này.
Anh Hổ điềm tĩnh cười, ồ, bà cô nào ngang ngược thế nhỉ, ông đây làm đấy, thì sao nào? Vương Vân nhìn thấy anh Hổ cao còn không đến 1m7, dáng người lại thấp bé liền nghĩ cũng chẳng phải loại khó nhằn gì, bà nhất thời nổi giận, sau đó tiến đến tát hắn ta một bạt tai. Bép, cái loại có mắt như mù, cũng không chịu xem đây là địa bàn của ai. Lại dám đến đây ngang ngược ư, anh Hổ cảm thấy bất ngờ vì bị ăn tát. Hắn ta không ngờ bà thím thối tha này lại dám đánh mình ư. Vẻ mặt anh Hổ dần trở nên dữ tợn, khóe miệng bắt đầu giật lên. Con mờ u thối tha này, được, hôm nay tôi sẽ cho bà mở mang đầu óc. Nói xong, anh Hổ lấy điện thoại vô tuyến ra, sau đó hé lớn. Mẹ kiếp, xuống xe hết cho tao. Vừa nhận được lệnh, mười mấy thanh niên cao lớn bước xuống từ hai chiếc xe 16 chỗ đỗ cách đó không xa, dáng người bọn họ cao lớn, trông vô cùng sung sức. Trên tay ai cũng cầm một cây gậy sắt, trông hết sức dữ tợn. Anh Hổ, đánh ai đây, anh Hổ? Ngay khi mười mấy người này xuất hiện, Vương Vân lập tức hốt hoảng, bà nhanh chóng lùi về sau mấy bước, vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ có một người đàn ông gầy gòm như vậy, đâu ngờ rằng lại còn có nhiều người khác. Các người là ai? Các người định làm gì? Chúng tôi là người của nhà họ Trúc đó. Anh Hổ ôm một bên má bị Vương Vân tát, khóe miệng nở một nụ cười hung ác. Nhà họ Trúc là cái thá gì chứ? Ông lăn lộn bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa bao giờ bị phụ nữ tát, bà giỏi lắm, là mẹ con đúng không? Ông đây cũng ăn chay lâu lắm rồi, vừa đúng lúc có thể chơi đùa với các người được, nhanh lên, bắt bọn họ lại. Sắc mặt Vương Vân và Trúc Linh Linh lập tức tái nhợt, đám côn đồ đông như vậy, hai mẹ con họ đương nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng. Vương Vân nhanh chóng chỉ vào Tần Lâm, nói, là cậu ta, chính cậu ta bảo tôi làm vậy. Các người muốn đối phó thì cứ nhằm vào cậu ta. Vương Vân chỉ như vậy nên mọi người mới thấy Tần Lâm đang đứng bên cạnh, anh Hổ cau mày, hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc, muốn lo chuyện bao đồng đúng không? Tần Lâm điềm tĩnh nói, đây không phải chuyện bao đồng. Nhóm đàn em ở phía sau anh Hổ dần tiến sát lại chỗ Tần Lâm. Vương Vân nhân cơ hội liền nhanh chóng kéo tay Trúc Linh Linh bỏ chạy, chạy được mấy bước liền tiến vào trong xe, sau đó bà đạp ga, quay xe đi mất. Trúc Linh Linh lúc này mới định thần lại, vội nói. Mẹ đang làm gì vậy, anh Tiểu Lâm vẫn còn ở đó mà. Vương Vân nói, Tần Lâm là đàn ông, bọn chúng sẽ không thể làm gì cậu ta được đâu, con sợ cái gì chứ, chúng ta cứ chạy trước đi. Trúc Linh Linh sốt ruột, bọn họ có thể đánh người mà, lỡ may anh Tiểu Lâm bị đánh thì sao? Hừm, đánh thì đánh, ai bảo cậu ta đi theo làm gì, hơn nữa, bị đánh thay con thì có sao, đó là vinh hạnh của cậu ta. Sao mẹ lại như thế được chứ? Mau dừng xe, để con xuống, con phải đi giúp anh ấy. Trúc Linh Linh nói rồi mở cửa xe. Vương Vân không dám không dừng xe, vẻ mặt không nói nên lời. Con nhỏ này, mẹ đều vì muốn tốt cho con quay lại đó thì làm được gì chứ? Tần Lâm bị đánh thì vẫn bị đánh thôi, cùng lắm thì chúng ta chi trả viện phí cho cậu ta là được. Với lại cậu ta cũng chẳng giúp gì được cho gia đình chúng ta, cứ để bị đánh một trận thì có sao? Trúc Linh Linh hoàn toàn không nói nên lời, cô thật không chấp nhận nổi suy nghĩ của mẹ mình. Trúc Linh Linh bước xuống xe, cô biết rằng bây giờ có quay lại cũng vô ích, bèn nhanh chóng nghĩ cách, cô lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Văn Cương. Trong tất cả những người cô quen thì Mạnh Văn Cương là lợi hại nhất, mặc dù trước đó cũng có vài lần tiếp xúc công việc nhưng về cơ bản đều không phải Mạnh Văn Cương đích thân ra mặt, vậy nên cũng không thể nói là có giao tình được. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi thì Trúc Linh Linh chỉ còn cách mặt dày gọi điện cho Mạnh Văn Cương mà thôi. Sau khi bấm số, vài giây sau máy đã được bắt. Alo, Tổng Giám Đốc Mạnh, tôi là Trúc Linh Linh đây. Ra là cô Trúc, cô có chuyện gì sao? Trúc Linh Linh nói trong lo lắng, Tổng Giám Đốc Mạnh, Tần Lâm bạn tôi đang bị một đám côn đồ bao vây ở đường Hồng Kỳ, ông có thể gọi người đến giúp không? Mạnh Văn Cương sững ra một lúc, cái gì? Tiểu! Cậu Tần bị một đám côn đồ bao vây ư? Ha ha, vậy cô đừng lo. Trúc Linh Linh sững sờ, cô ấy không thể ngờ Chủ tịch Mạnh lại phản ứng như vậy. Đáng lý ra, Chủ tịch Mạnh phải thân quen với anh Tiểu Lâm chứ, nghe nói Tần Lâm còn từng chữa bệnh cho ông cụ Mạnh, giờ anh Tiểu Lâm xảy ra chuyện, ông ấy dù sao cũng phải giúp đỡ chứ. Sao ông Chủ tịch Mạnh này không những không giúp đỡ mà còn ở đó cười? Này, Chủ tịch Mạnh, bao vây anh Tiểu Lâm là một nhóm xã hội đen. Kẻ nào kẻ nấy đều cầm gậy sắt, hiện giờ báo cảnh sát có lẽ không kịp nữa. Mạnh Văn Cương cười nói, đừng nói cầm gậy sắt, kể cả cầm súng cũng vô ích thôi, được rồi, chỗ tôi còn có việc,
tôi cúp máy trước đây, cô không cần lo lắng đâu. Nói xong, Mạnh Văn Cương liền cúp máy. Hai chết mất, tiểu sư huynh là nhân vật thế nào chứ? Tiểu sư huynh đã theo sư phụ học tập 10 năm rồi, thân thủ sao có thể như người bình thường được? Theo lời sư phụ nói, nhị sư huynh Vương Kim Hải chỉ có tư chất bình thường, ấy thế mà chỉ theo sư phụ học tập 3 tháng đã có bản lĩnh bất khả chiến bại trong quân đội. Mà tiểu sư huynh là người được sư phụ khen ngợi là đệ tử có thiên phú nổi bật nhất, lại ở bên sư phụ học tập 10 năm, với thực lực của anh, người bình thường chắc chắn không thể so sánh, thậm chí cả Vương Kim Hải có lẽ cũng không theo kịp. Chu Linh Linh nhíu mày, hơi cuống cuồng, không được, nếu còn lề mề nữa, e là anh Tiểu Lâm sẽ gặp nguy hiểm, dù sao cũng là vì chuyện nhà cô ấy, Trúc Linh Linh không thể thở ớ ngồi nhìn. Cô ấy chân đi giày cao gót chạy thẳng ra ngoài, thế nhưng, khi Trúc Linh Linh chạy quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy có chút sững sờ. Những tên đồ con lúc trước còn tay cầm gậy sắt, mắt nhìm hằm hằm, mà lúc này lại đang xách xô cầm rẻ lau sạch toàn bộ nước bẩn ở bên ngoài tòa nhà. Đến cả anh hồ người vừa rồi vô cùng hống hách cũng đang cầm cây lau lau sàn nhà. Những người này vẫn là đám người vừa rồi, nhưng trên mặt và trên người họ có thêm một số vết bầm tím, thậm chí một mắt của anh hồ còn không mở to ra được, chỗ xanh chỗ tím như bị người ta đấm mấy phát. Mấy người đang run cầm cầm chăm chỉ làm việc, còn Tần Lâm đứng ở giữa chỉ đạo. Mấy tấm kính bên trái bên phải chưa lau sạch, bản thân các cậu hất cái gì mà cũng không biết à. Còn cả cầu thang nữa. Lau cho cẩn thận chút nữa mà không lau sạch được thì tôi sẽ bắt các cậu liếm sạch. Trúc Linh Linh hoàn toàn sững sờ, từng bước đi đến hỏi. Anh Tiểu Quân, đây là sao vậy? Tần Lâm cười nói, bọn họ à, bọn họ đang học tập lôi phong làm việc tốt H4. Trúc Linh Linh sửng sốt, bọn họ học tập lôi phong làm việc tốt hả? Nói đùa gì vậy, sáng nay bọn họ còn muốn đòi phí bảo kê đây, sao đột nhiên lại biến thành học tập lôi phong vậy? Đúng lúc anh Hồ cầm cây lau đi qua, Tần Lâm đá nhẹ vào chân anh ta, anh Hồ liền giật mình run lên giống như bị điện giật, suýt nữa quỳ xuống đất. Tần Lâm nói, hỏi cậu đó. Anh Hồ vội vàng quay đầu lại, khom lưng cúi chào, lễ phép nói với Trúc Linh Linh. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Trúc, làm phiền cô rồi, hôm nay chúng tôi quả thực là đang học tập lôi phong làm việc tốt. Nói xong, liền nhanh chóng chạy ra bên kia lau sàn tiếp. Đám người xã hội đen này ai nấy đều rất cao to khỏe mạnh, nghiêm túc quét dọn vệ sinh còn nhanh hơn mấy cô lao công kia nhiều. Không đến 20 phút, cửa tòa nhà vừa bẩn vừa thối đã được lau dọn sạch sẽ, anh Hổ lễ phép mang theo đám anh em đầu tóc bẩn thỉu đứng thành một hàng. Đại ca, anh xem đã hài lòng chưa ạ? Anh Hổ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động một cách căng thẳng, vị đại ca này đáng sợ quá đi mất. Vừa nãy sau khi Trúc Linh Linh lái xe rời đi, một mình Tần Lâm đã đánh ngã tất cả mười mấy người bọn họ, một mình anh đấm cho bọn họ phải lăn lộn trên sàn. Hắn ta đã gặp những người biết đánh nhau, nhưng chưa bao giờ thấy người đánh giỏi như vậy. Một đánh mười mà vẫn thư thả như vậy, đây có còn là con người không chứ? Anh Hổ đã nhìn ra cái người cứng cỏi này chính là đại ca của các đại ca, là người tuyệt đối không thể chọc vào. Tần Lâm cười khinh bỉ, ai bảo cậu đến đây? Anh Hổ tỏ vẻ ngượng ngùng. Làm những việc như này tuyệt đối không thể tiết lộ thông tin người thuê. Thấy anh ta do dự, Tần Lâm liền nhẹ nhàng nhấc chân. Anh Hổ run lên, suýt nữa nằm bò xuống đất. Tôi nói, là Trúc Minh của nhà họ Trúc. Trúc Linh Linh sững sờ, là bác cả. Ở nhà họ Trúc, bà cụ không vui cho mày. Sáng nay rất nhiều tin tức báo tin về điện thoại, và rất nhiều bạn bè của bà cụ gửi video cho bà. Một tòa nhà mới tinh đẹp để lại bị người ta hất nước bẩn. Bảo Chu Linh Linh đi nghiệm thu để mai chuẩn bị dọn vào, cuối cùng hôm nay lại thành ra như vậy, đúng là mất hết thể diện. Trúc Linh Linh vừa về, bà cụ đột nhiên vỗ bàn. Linh Linh, chuyện này là thế nào, sao lại có người đến gây sự vậy? Trúc Minh ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, còn không phải do nó đắc tội với người ta à? Linh Linh còn trẻ làm việc không đáng tin cậy, thường xuyên đắc tội với người ta mà không biết, còn nghĩ nó không thể đảm nhận chức quản lý dự án. Mẹ! Hay là giao đường thần số 2 cho con đi. Sắc mặt bà cụ trầm xuống, mấy ngày nay Trúc Linh Linh đang làm rất tốt, chỉ dùng 30 triệu đã mua được tòa nhà thương mại lớn như vậy, cũng coi như là có công lớn với nhà họ Trúc. Nhưng chuyện hất nước bẩn ngày hôm nay đã gây nên ồn ào lớn, khiến bà cụ rất mất mặt. Linh Linh, chuyện này con có gì để nói không? Nghe bà cụ nói vậy, dường như bà cụ thật sự có ý định giao đường thần số 2 cho bác cả, cô ấy bất chợt hơi lo lắng. Bà nội, đường thần số 2 là do một mình con nghiên cứu chế tạo ra,
không hề liên quan đến bác cả, để cạnh tranh với con bác ấy thậm chí còn cố tình gây rắc rối cho con trong quảng cáo đại diện, sao có thể giao đường thần số 2 cho bác ấy chứ? Trúc Minh nói, cô nghiên cứu ra thì đã làm sao, cô cũng biết cách quản lý, cô xem, công ty chúng ta còn chưa chuyển địa điểm đã xảy ra sự việc hất nước bẩn này. Nếu đặt một sản phẩm quan trọng như vậy vào tay cô, liệu cô có thể kinh doanh tốt không? Bác, Trúc Linh Linh mặt đỏ bừng bừng, trình độ vô liêm sỉ của bác cả quả thật hiếm có. Tần Lâm cười khinh bỉ, bà nội, cháu có dẫn một người đến, hình như cậu ta có lời muốn nói. Bà cụ y nhíu mày, thấy anh Hổ bước vào, liền cảm thấy hơi quen quen, nhưng ngay sau đó, đồng tử của bà cụ bỗng nhiên co lại. Là cậu ta, trong video, bóng dáng của anh Hổ cũng khá rõ ràng, bà cụ đập bàn đứng dậy. Vì sao cậu lại làm như vậy? Nhà họ Trúc chúng tôi đã đắc tội với cậu lúc nào? Anh Hổ đứng đó vâng vâng dạ dạ, liên tục liếc mắt sang nhìn Tần Lâm, không dám nói linh tinh. Tần Lâm nói, bà nội hỏi cậu cái gì thì trả lời cái đó, nói sự thật. Là, thưa bà, tôi đã nhận 200.000 của Trúc Minh để làm việc này, là do ông ta sai chúng tôi đi gây rắc rối cho các người. Sắc mặt Trúc Minh thay đổi rõ rệt, nói linh tinh, tôi không hề quen biết cậu, cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Trúc Minh nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác nói, Trúc Linh Linh, cô đúng là tài giỏi thật, còn biết hãm hại tôi. Có phải cô cố ý mua chuộc cậu ta để vu cáo hãm hại tôi trước mặt bà nội không? Chu Linh Linh hừ lạnh một tiếng, bác cả, bác biết ngậm máu phun người thật đấy, tôi cũng không hề biết chuyện gì xảy ra mà bác lại không biết xấu hổ nói tôi hãm hại bác. Bà y chau mày, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh Hổ hỏi. Trúc Minh là con trai tôi, sao nó có thể tiêu tiền thuê cậu đến đập phá bảng hiệu nhà chúng tôi chứ? Anh Hổ nói, đúng là Trúc Minh, ông ta chỉ bảo tôi làm thế nào, chứ không nói lý do vì sao, tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc nên không hỏi nguyên nhân. Đây là bằng chứng Trúc Minh chuyển tiền cho tôi, 200.000 tệ, tôi chưa tiêu đồng nào cả. Nói xong, anh Hổ lấy ra một thẻ ngân hàng và một tờ kê khai chuyển khoản của ngân hàng đưa lên. Bà cụ vừa thấy thông tin kê khai chuyển khoản thì sắc mặt vô cùng khó coi. Trúc Minh cúi đầu, sắc mặt cũng tím tái lại như gan lợn, trán chảy đầy mồ hôi. Mẹ, con xin lỗi, là do con nhất thời kích động mới làm chuyện hồ đồ như vậy. Đám người nhà họ Trúc đều im lặng, Trúc Minh này đúng là quá quắt thật, không ngờ ông ta lại bỏ tiều thuê người hất nước bẩn vào tòa cao ốc nhà mình để đối phó với Trúc Linh Linh. Sắc mặt bà cụ trầm xuống, cầm gậy baton lên gõ vào đầu Trúc Minh. Trán Trúc Minh bỗng chốc rách ra toác thịt, máu chạy xuống má, rồi đứng im ở đó. Bà nội, bác cả giở trò chơi xấu con rất nhiều lần rồi, trước khi bà trở về, bác ấy luôn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này, mong bà nội minh xét. Bà cụ im lặng, sự việc ngày hôm nay quả thật vô cùng quá đáng, nếu là tranh chấp nội bộ nhà bọn họ thì bà cụ nói thế nào cũng có lý, cho dù thiên vị ai cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay Trúc Minh đã làm tổn hại đến lợi ích nhà họ Trúc, bản chất việc này cũng đã thay đổi, nhiều người đang nhìn như vậy. Nếu không trừng phạt Chu Minh thì e rằng sẽ khó lòng thuyết phục mọi người. Nhưng bà cụ lại thiên vị, không nỡ trừng phạt quá nghiêm khắc. Vừa nãy tôi đã dạy cho nó một bài học rồi. Con có thể bảo đảm rằng từ nay về sau không giở trò xấu xa nữa không? Trúc Minh vội vàng nói, mẹ yên tâm, con đã ghi nhớ chuyện lần này rồi, sau này con không dám dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này nữa. Sắc mặt bà cụ dịu đi một chút, bà nói, may mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho nhà họ Trúc. Như vậy đi, lần này ba công ty nhà Trúc ta sát nhập lại, tất cả công việc liên quan đến chuyển công ty sẽ do con phụ trách, có được không? Được ạ, con sẽ rút tiền túi ra để trả chi phí chuyển công ty. Bà cụ gật đầu, nhìn Trúc Linh Linh nói. Linh Linh, bà xử lý như vậy con có hài lòng không? Hài lòng, tất nhiên là không rồi. Vận chuyển công ty thì tốn bao nhiêu tiền? Vừa rồi bà cụ đánh bằng cái ba tong kia thì có thể đau thế nào chứ? Ông già Trúc Minh này đã giở trò thâm độc, nên trực tiếp hủy bỏ tư cách cổ đông của ông ta mới phải. Nhưng bà rõ ràng là đang thiên vị, Trúc Linh Linh cũng chẳng còn cách nào khác, ngoài việc gật đầu. Bà nội đã xử lý thỏa đáng, Linh Linh rất khâm phục. Chuyện này đã qua rồi, sắc mặt bà cụ đã tốt lên không ít, được rồi, các người quay về hết đi, thời gian sắp tới chắc chắn sẽ rất bận. Trên đường về nhà, Vương Vân luôn không ngừng chửi bới. Tuy trước mặt bà cụ bà ấy không dám nói gì, nhưng trong lòng cũng vô cùng bất mãn. Trúc Linh Linh trợn mắt, được rồi mẹ còn không biết xấu hổ mà nói nữa. Bà mẹ này đúng là quá quắt, lúc xảy ra chuyện thì chạy nhanh hơn ai hết,
vậy mà giờ lại tỏ ra không hài lòng. Lúc xảy ra chuyện, sao mẹ có thể chạy đi bỏ mặc người khác vậy chứ? Nhỡ may hôm nay anh Tiểu Quân bị người ta đánh bị thương thì làm sao? Vương Vân hừ một tiếng, sao, giờ đến lượt con dạy dỗ mẹ à? Mẹ là mẹ hay con là mẹ vậy? Mẹ nói cho con biết, ngày nào mẹ còn sống thì con đừng hòng ở cùng tên nhóc họ Tần đó, tên nhóc xấu xí này đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Trúc Linh Linh cạn lời, dù thế nào bà ấy cũng là mẹ ruột của cô ấy, cô thật sự không có cách nào, nhưng thái độ của bà ấy đã khiến anh Tiểu Lâm chịu ấm ức rồi. Sau khi về đến nhà, Tần Lâm nhận được cuộc gọi từ dì Hai. Tiểu Lâm à, ngày kia Nguyệt Giao tổ chức sinh nhật, cháu cũng đến chung vui đi. Vâng thưa dì Hai, túi bánh quy lần trước Lâm Nguyệt Giao tặng cho Tần Lâm vẫn để bên nhà Mạnh Văn Cương, trong đó còn có thiệp mời sinh nhật, nhưng anh không hề nhìn thấy nên không biết. Vâng, cháu cũng lâu rồi không đến nhà dì ăn cơm, ngày mai cháu sẽ đến trước đi, Nguyệt Giao gần đây đang yêu đường, ngày mai bạn trai của nó cũng đến nhà gặp gỡ. Ồ, thế ạ, vâng dì, không ngờ Lâm Nguyệt Giao lại có bạn trai rồi. Tuy cô gái đó hơi tự cao tự đại, nhưng dù sao cũng là em họ của Tần Lâm, anh cũng hy vọng cô ấy hạnh phúc. Đường Mẫn nói tiếp, Nguyệt Giao kể là Tần đại sư gì đó, cũng làm nghề y, hình như rất lợi hại, cháu đến có lẽ sẽ giao lưu được. Tần Lâm xứng người, Tần đại sư, trong giới trung y Đông Hải, còn có Tần đại sư nào khác sao? Trên cả nước, người được xưng là đại sư vô cùng ít ỏi, tổng chỉ có 10 người, tất cả đều là bậc thầy Đông y. Cả Đông Hải. Thậm chí là cả tỉnh Hán Đông cũng chỉ có một mình Khổng Phàm Lâm, là bậc thầy đông y trẻ tuổi nhất cả nước. Còn về Tần Lâm, anh không có chứng nhận, anh được xưng là vậy là do các bác sĩ già kia xuất phát từ lòng kính nể mà gọi anh là đại sư. Mà Lâm Nguyệt Giao có vẻ đã ngưỡng mộ Tần đại sư từ lâu, chỉ là Tần Lâm không nói ra thân phận của mình, không biết Tần đại sư kia có liên quan đến điều này không. Sau khi hẹn thời gian với dì Hai, Tần Lâm liền vào thành phố mua chút quà, dù sao cũng là sinh nhật em họ. Anh không thể đến tay không được. Sau khi cúp máy, Lâm Nguyệt Giao không vui trọn mắt. Mẹ, nếu Tần Lâm đến thì mẹ bảo anh ta ngày kia đến là được rồi, bảo mai đến làm gì? Ngày mai là ngày cô và Tần đại sư gặp nhau, cô ấy không muốn lại bị Tần Lâm làm loạn nữa. Đường Mẫn trợn mắt, bảo cả anh họ con đến đây để kiểm định giúp, cái người Tần đại sư đó, con còn chưa gặp lần nào, không quan sát cẩn thận, sao mẹ yên tâm được? Lâm Nguyệt Giao cứng họng, anh ta thì nhìn ra được cái gì chứ, Tần đại sư đó là bác sĩ được cả bệnh viện bọn con kính trọng, ngay cả chủ tịch Mạnh cũng kính trọng anh ấy, còn Tần Lâm, anh ta có tư cách gì mà đi đánh giá người ta. Ngày mai anh ta đến, mẹ bảo anh ta nói lại đi. Nói xong, Lâm Nguyệt Giao tiếp tục bấm điện thoại nói chuyện với Tần đại sư. Không biết tại sao tối qua Tần đại sư đột nhiên bạn với cô ấy, còn nói rằng mới nhận được quà của cô. Biết cô sắp đến sinh nhật nên muốn hẹn gặp cô ấy. Hai người nói chuyện với nhau suốt một ngày một đêm, Lâm Nguyệt Giao giống hệt như một cô gái đang yêu, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ Tần đại sư, hiện giờ hai người đang nói chuyện trên Zalo y như một cặp tình nhân. Vừa nghĩ đến cuộc gặp ngày mai, Lâm Nguyệt Giao lại có chút hưng phấn. Sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ Lâm Nguyệt Giao đã dậy trang điểm, trải chuốt một lượt rồi mới đi ra ngoài cửa đón người. Kết quả Tần đại sư còn chưa đến đã thấy Tần Lâm. Lâm Nguyệt Giao trợn mắt, hơi thất vọng. Hôm nay em xinh lắm, Tần Lâm thản nhiên khen ngợi. Hôm nay tâm trạng Lâm Nguyệt Giao rất tốt, hiếm khi không châm chọc Tần Lâm. Coi như anh có mắt, chút nữa Tần đại sư đến rồi, anh có câu hỏi y học nào thì cứ chuẩn bị, đừng ngần ngại mà hỏi cho hết, cơ hội này hiếm có lắm đấy. Tần đại sư là đại sư được cả bệnh viện nhân dân ngưỡng mộ, là một cao thủ cứu người chân chính của bệnh viện bọn họ. Nếu đã là bậc thầy đông y thì tất nhiên không thể là chỉ có hư danh không, nhưng được tận mắt nhìn thấy thì vẫn rất xúc động. Vì vậy, đối với Tần đại sư, Lâm Nguyệt Giao chỉ có sự ngưỡng mộ vô hạn. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến trình độ cao như vậy trong ngành y, quả đúng là phúc của người dân. Tần Lâm cũng rất tò mò, được, anh cũng rất muốn gặp vị Tần đại sư này để mở mang tầm mắt. Mỗi ngành nghề đều có người tài giỏi, không có gì ngạc nhiên khi những người tài ở các ngành khác cũng được gọi là đại sư. Ví dụ như rất nhiều người thành công trước kia cũng tự xưng là đại sư mà. Mà cái người họ Tần này, có lẽ là chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng giờ nghe Lâm Nguyệt Giao nói, người này lại là một bác sĩ, vậy thì không phải là trùng hợp nữa rồi. Rất rõ ràng, có người đã lợi dụng danh nghĩa Tần đại sư để lừa đảo. Ngay sau đó, một chiếc xe BMW 5 Series dừng trước cửa nhà Lâm Nguyệt Giao,
một thanh niên khá đẹp trai mặc vest thắt cà vạt bước xuống xe, dáng vẻ giống như một người thành đạt. Hai mắt người đàn ông đó bỗng sáng lên khi thấy Lâm Nguyệt Giao. Chào Nguyệt Giao, anh là Tần Phong. Nguyệt Giao cũng rất kích động, chào Tần. Tần Đại Sư, tuy đã nói chuyện rất nhiều trên Zalo, nhưng khi gặp gỡ cũng không thể tránh khỏi ngượng ngùng. Tần Phong tiến đến, thấy Tần Lâm thì hơi khó hiểu. Người này là, đây là anh họ em, đây là Tần Đại Sư, Lâm Nguyệt Giao giới thiệu hai người, để tránh Tần Đại Sư hiểu lầm. Tần Phong lịch sự giơ tay ra bắt, xin chào, tôi là Tần Phong. Trên mặt Tần Lâm lộ ra vẻ trêu đùa, anh là Tần Đại Sư. Tần Phong sững sờ giây lát rồi hơi ngại ngùng cười nhạt. Đều là do mọi người yêu mến gọi vậy, bản thân tôi không dám nhận cái danh đại sư này. Lâm Nguyệt Giao lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, Tần Đại Sư khiêm tốn rồi, hai ca phẫu thuật mà anh thực hiện ở bệnh viện chúng tôi quả thực là vô cùng thần kỳ, không hề quá khi gọi anh là đại sư. Tần Phong mỉm cười gật đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng Lâm Nguyệt Giao lại nghĩ Tần Phong thừa nhận rồi. Được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Ba người cùng bước vào nhà, sau khi giới thiệu, Đường Mẫn cũng khá hài lòng với cậu Tần Phong này, dù sao ngoại hình anh ta cũng khá tuấn tú ưa nhìn. Tiểu Tần này, nghe nói cháu là thần y, cháu bắt mạch cho dì với, xem dạo nay sức khỏe dì thế nào. Vâng, mời dì ngồi. Cả nhà Lâm Nguyệt Giao ngồi trên ghế nhìn Tần Phong chẩn đoán mạch, dù sao cũng là thần y trong truyền thuyết, bọn họ muốn xem thử phong thái của vị Tần Đại Sư này. Tần Phong sau khi giả vờ chẩn đoán mạch liền gật đầu nói. Dì à, mạch của dì rất ổn định, tình trạng sức khỏe khá tốt, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là huyết áp dì hơi cao, thường ngày nên chú ý một chút. Sau khi Tần Phong nói xong, Đường Mẫn liền sửng sốt, trên gương mặt lộ ra chút ngượng ngùng, rồi mỉm cười gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt, các cháu ngồi chơi đi, để dì đi nấu cơm. Thấy sắc mặt dì hai hơi sai sai, Tần Lâm liền lặng lẽ đi theo dì đến phòng bếp, rồi hỏi. Dì hai, dì sao vậy ạ? Đường Mai nhíu mày, vị Tần Đại Sư này cũng chẳng tài giỏi chút nào, dì huyết áp cao á. Dì rõ ràng là bị huyết áp thấp, mấy hôm trước còn bị đau đầu chóng mặt, bác sĩ kê thuốc cho dì, sao hôm nay lại chẩn đoán dì bị huyết áp cao chứ? Để cháu xem thử, Tần Lâm cầm lấy cổ tay dì hai, thử bắt mạch, sau một hồi ngẫm nghĩ. Dì hai vừa mới ăn đường hoặc đồ ngọt à? Đúng vậy, dì vừa ăn hai miếng bánh ngọt, vậy thì đúng rồi. Đường huyết trong dì tăng khiến tốc độ lưu thông máu tăng nhanh, nên mạch đập cũng bị ảnh hưởng. Thoạt nhìn có vẻ giống với huyết áp cao, nhưng những bác sĩ có trình độ thấp sẽ không biết đây không phải là huyết áp cao. Đường Mẫn chau mày, vẫn là cháu trai của dì lợi hại, dì thấy cậu ta còn không giỏi bằng cháu, dì hai đã không còn hài lòng với Tần Phong nữa. Tần Lâm cười nhạt, anh ta tất nhiên không giỏi bằng cháu được rồi, bởi vì anh ta là đồ giả mạo. Ngay cả mạch đập của bệnh nhân sau khi ăn uống cũng không thể phát hiện thì với trình độ này, anh ta chắc chắn là tên bịp bợm, đến phòng khám làm học trò cũng không có ai nhận vì tuổi tác quá lớn. Đúng rồi, Tần Đại Sư này, hiện giờ anh có phòng khám cố định không hay là làm việc ở bệnh viện? Lâm Nguyệt Giao ngồi đây nói chuyện rất vui vẻ. Tần Phong thản nhiên nói linh tinh, anh đang làm việc tại bệnh viện tư nhân của tập đoàn Mạnh Thị. Qua, Tần Đại Sư tài giỏi quá. Tần Lâm nghe vậy thì cười nhạt, tôi nghe nói. Mạnh Văn Cương không có bệnh viện tư nhân, nếu không khi bố ông ấy bị bệnh, đã không ngay lập tức đưa đến bệnh viện rồi, đúng không, với cả anh vừa nói ca phẫu thuật đó là do anh thực hiện mà. Nếu đã có bệnh viện tư nhân thì sao không ở nhà chữa trị mà phải đưa đến bệnh viện, sau đó khi tất cả mọi người đều đã bó tay, Tần Đại Sư mới ra tay. Chuyện này rất mâu thuẫn thì phải. Lời của Tần Lâm khiến Tần Phong hơi ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười nói. Thật ra, thân phận bác sĩ tư nhân của tôi khá đặc biệt, ngoài chủ tịch Mạnh, tôi làm bác sĩ tư nhân chữa bệnh cho rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn của các gia tộc khác. Lâm Nguyệt Giao gật đầu, cũng thấy rất hợp lý. Tần Đại Sư dù sao cũng là người tài giỏi như vậy, không thể chỉ phục vụ riêng cho một mình nhà họ Mạnh được. Nói chuyện một hồi, Lâm Nguyệt Giao và Tần Phong cũng đã rất thân thiết, cô ấy hỏi. Tần Đại Sư, ngày mai em tổ chức sinh nhật ở khách sạn Hoa Tử Kinh. Anh bảo sẽ mời tất cả viện trưởng của các bệnh viện lớn đến, có thật không? Cái này, Tần Phong mỉm cười, che giấu sự lúng túng của bản thân. Làm sao anh ta có thể mời viện trưởng của các bệnh viện lớn đến được chứ? Đó chỉ là anh ta tiện mồm khoác lác trên Zalo vậy thôi, không ngờ Lâm Nguyệt Giao lại nhớ. Chắc là được, nếu mai không có chuyện gì thì chắc là được, anh sẽ thông báo cho mọi người sau. Vậy thì tốt quá,
ngày mai em nhất định sẽ trang điểm thật xinh đẹp để gặp các vị thần tượng. Lâm Nguyệt Giao là bác sĩ, những vị viện trưởng của các bệnh viện đó đều là chuyên gia hàng đầu, quả đúng là thần tượng của Lâm Nguyệt Giao, bình thường rất hiếm khi được gặp. Nhưng nể mặt Tần đại sư nên chắc là không vấn đề gì. Tần Phong hơi lúng túng, cũng may ngày mai là sinh nhật Lâm Nguyệt Giao. Tần đại sư, anh cứ ngồi chơi đi, để em đi nấu cho anh. Dứt lời, Lâm Nguyệt Giao cũng đi vào trong bếp, thật ra cô chủ yếu là muốn hỏi ấn tượng của Đường Mẫn về Tần đại sư này. Ngoài phòng khách chỉ còn lại Tần Phong và Tần Lâm bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. Đừng giả vờ nữa, anh giả mạo Tần đại sư là để lừa gạt em họ tôi à? Vẻ mặt Tần Phong cứng đờ, anh bạn này, tôi không hiểu anh đang nói gì cả, giả mạo Tần đại sư gì chứ, tôi đã nói rồi, đó chỉ là hư danh mà thôi, nếu anh không thích thì có thể gọi tôi là Tần Phong. Thủ đoạn của Tần Phong chính là như thế, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, nhưng vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, khiến người ta cảm thấy gã rất biết kiềm chế, rất phong độ, vì thế Lâm Nguyệt Giao với dễ mắc lừa như vậy. Cái loại giả danh lừa bịp này đương nhiên sẽ có mục đích không thể nói cho người khác biết được. Hoặc là lừa tiền, hoặc là lừa sắc, mà đúng lúc Lâm Nguyệt Giao có cả hai thứ này. Cho dù không có quan hệ tốt với Lâm Nguyệt Giao nhưng đó cũng là em họ của Tần Lâm, con gái của dì hai, đương nhiên anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tần Lâm vỗ vai Tần Phong, tay dùng chút lực, lạnh lùng nói. Tốt nhất anh đừng có ý đồ xấu xa, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Bả vai Tần Phong chịu lực. Sắc mặt lập tức trắng bệch ra, trán toát mồ hôi lạnh, gã không ngờ rằng tên này lại mạnh như thế, lẽ nào anh từng học võ công? Tôi biết rồi. Tần Phong không dám ở lại, lập tức đứng dậy, Nguyệt Giao, tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây. Nói xong, Tần Phong liền bỏ chạy. Lúc Lâm Nguyệt Giao nghe thấy chạy đến thì Tần Phong đã đóng cửa đi mất rồi. Lâm Nguyệt Giao mông lung, sau đó cau mày lại, sắc mặt rất khó coi. Tần Lâm, anh nói gì với anh ấy? Sao Tần đại sư lại đi nhanh như thế chứ? Tần Lâm cười, cũng không nói gì, chỉ nói chuyện phiếm chút thôi. Nói chuyện phiếm một chút, lúc nãy khi tôi còn ở đây vẫn ổn, sao nói chuyện với anh xong anh ấy lại đi luôn? Rốt cuộc anh đã nói gì? Lâm Nguyệt Giao bực mình, giọng điệu cũng không được thân thiện nữa. Tần Lâm lắc đầu, anh thực sự không nói gì, em bớt qua lại với loại người như anh ta đi. Bát trong tay Lâm Nguyệt Giao rơi xuống đất, vỡ tan tành, cô phẫn nộ nói. Tần Lâm, anh bị điên à, chuyện tôi muốn qua lại với ai cần anh phải quản sao, tôi có ý tốt mời anh đến ăn cơm, nhưng anh hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho tôi, anh cố ý đúng không? Tần Lâm bất lực lắc đầu, sau này em sẽ biết. Cái tên Tần Phong đó chính là kẻ lừa bịp, nhưng bây giờ Lâm Nguyệt Giao đã có ấn tượng tốt với gã, sợ rằng có nói gì cô ấy cũng sẽ không tin. Tần Lâm móc từ trong túi ra một hộp quà rồi đặt lên bàn. Đồng hồ này là quà tặng cho em. Ở kim đồng hồ có nút ấn đặc biệt, em nhấn 3 lần liên tiếp, anh sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu của em, nếu như gặp nguy hiểm, anh có thể đến cứu em. Ai thèm đồ của anh chứ? Lâm Nguyệt Giao ném đồng hồ xuống dưới đất. Cút, anh cút đi ngay cho tôi. Lần này Lâm Nguyệt Giao thực sự tức giận, mấy lần trước Tần Lâm đều phá hoại cơ hội gặp mặt Tần đại sư, nhưng đó không phải là anh cố ý nên Lâm Nguyệt Giao cũng chẳng có gì để nói. Nhưng lần này là Tần Lâm cố ý, Lâm Nguyệt Giao không thể tha thứ được. Tần Lâm bất lực, thở dài rời khỏi nhà dì hai. Lâm Nguyệt Giao nhìn căn phòng trống trơn, cô buồn bực ngồi trên ghế sofa. Đường Mẫn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, bà cau mày lại. Nguyệt Giao, con bình tĩnh chút, con không phải thấy cái cậu Tần đại sư đó có chút vấn đề sao? Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, có vấn đề gì ạ? Tối hôm qua mẹ đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói mẹ bị tụt huyết áp, bảo mẹ ăn nhiều đồ ngọt. Kết quả lúc nãy cậu Tần đại sư đó chẩn đoán cho mẹ lại nói là huyết áp cao. Lâm Nguyệt Giao biến sắc, cái này, chắc là cho tay lạnh nên chẩn đoán sai, dù sao cũng là bác sĩ đông y nên việc bắt mạch sẽ có tỷ lệ sai sót nhất định. Đường Mẫn hừ lạnh lùng một tiếng, câu nói này của con có thể thuyết phục được chính bản thân mình không? Lâm Nguyệt Giao nghĩ một lúc rồi nói, hai cuộc phẫu thuật của Tần đại sư là thật, tất cả bác sĩ trong bệnh viện của con đều công nhận, ngay cả viện trưởng cũng vô cùng kính trọng anh ấy. Điều này có thể là giả sao? Đường Mẫn lắc đầu, cái này mẹ không biết, nhưng có thể là con hiểu nhầm anh Tiểu Lâm rồi. Hiểu lầm anh ta sao? Anh ta cố ý gây sự với con. Đường Mẫn trợn mắt. Cố ý gây sự với con, Đường Mẫn nhặt chiếc đồng rơi ở dưới đất lên rồi giơ ra, con xem anh Tiểu Lâm mua đồng hồ gì cho con, có thể cố ý gây sự với con sao? Lâm Nguyệt Giao cầm chiếc đồng hồ rồi nhìn, cô
cô lập tức sững sờ. Rolex, đây là chiếc đồng hồ nữ Rolex phiên bản giới hạn, giá gốc chắc là hơn 200.000 tệ, món quà đắt vậy sao? Lúc nãy Lâm Nguyệt Giao dùng lực hất mạnh như thế, chiếc đồng hồ này chẳng biến dạng chút nào, thậm chí còn không có vết xước. Rõ ràng chất lượng rất tốt, tuyệt đối không phải hàng dởm. Hơn nữa cầm trên tay cũng rất khác biệt, viên đá kim cương bên trong cũng lấp lánh phát sáng. Lâm Nguyệt Giao có chút không tin, mẹ, máy soi giả của mẹ đâu? Cầm chiếc đèn tia tử ngoại của Đường Mẫn đến, cô soi mặt đồng hồ thì phát hiện viên kim cương bên trong phát sáng lấp lánh. Là kim cương thật, viên kim cương là thật, vậy chắc chắn đồng hồ cũng là thật. Tần Lâm lại tặng cô món quà quý giá như vậy sao? Mẹ, mở y quán kiếm được nhiều tiền lắm hả? Đường Mẫn lắc đầu, con là bác sĩ mà con lại đi mẹ à? Anh Tiểu Lâm của con chắc chắc đã tiêu hỏi rất nhiều tiền tích góp mới mua được quà cho con, sao con có thể đối xử với anh ấy như thế chứ? Lâm Nguyệt Giao bị Đường Mẫn nói cũng cảm thấy hơi áy náy, có điều cô vẫn hương ngạnh, vậy thì anh ta cũng không thể khiến Tần Đại Sư tức giận bỏ đi chứ. Lâm Nguyệt Giao do dự một lát, cuối cùng vẫn đeo chiếc đồng hồ mà Tần Lâm tặng, cô chần chừ một lúc rồi gửi tin nhắn Zalo cho anh. Ngày mai sinh nhật tôi, Tần Đại Sư mời viện trưởng của các bệnh viện lớn, có cả chuyên gia chủ nhiệm, anh cũng đến đi. Về nhà Tần Lâm nhận được tin nhắn Zalo, lập tức cười khẩy. Tần Đại Sư mời. Là cái tên Tần Phong đó sao? Dựa vào y thuật dởm của gã ta mà cũng có thể mời viện trưởng của các bệnh viện lớn sao? Đúng là nực cười. Bỏ đi, nếu Lâm Nguyệt Giao muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật, vậy thì anh sẽ đến. Sau đó Tần Lâm lấy điện thoại gọi cho Mạnh Văn Cương. Tiểu sư huynh, có gì căn dặn vậy? Ngày mai em họ Lâm Nguyệt Giao của tôi tổ chức sinh nhật ở khách sạn Hoa Tử Kinh. Sư đệ giúp tôi mời vị chuyên gia và viện trưởng của các bệnh viện lớn gì? Được. Sáng sau, Lâm Nguyệt Giao đã thay quần áo xong xuôi từ sớm rồi đến khách sạn Hoa Tử Kinh, các vị lãnh đạo chủ nhiệm viện trưởng của các bệnh viện lớn đều lần lượt đến, khiến cô vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Viện trưởng Trương, ông cũng đến sao, cảm ơn nhé. Lưu chủ nhiệm, cảm ơn món quà của ông. Các vị lãnh đạo viện ngày thường không thể nào gặp được, nay tất cả đều đến chúc mừng sinh nhật của Lâm Nguyệt Giao, ai ai cũng mang quà rất quý giá, khiến cô vui mừng khôn xiết. Chút hiểu lầm với Tần Đại Sư tối qua cũng đã biến mất hoàn toàn. Nếu Tần Đại Sư không có uy danh thì sao lại có nhiều người đến nịnh bợ anh ấy như vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao vào trong đại sảnh chào hỏi các vị lãnh đạo, đều là người trong ngành, có nhiều người làm cùng một bệnh viện. Trước đây bọn họ tưởng rằng cô và Tần Đại Sư yêu nhau, cuối cùng hôm nay cũng biết được thì ra hai người là anh em. Cho dù là quan hệ gì đi nữa thì Lâm Nguyệt Giao cũng đều là người thân của Tần Đại Sư. Nếu như sớm biết cô có hậu thuẫn thế này thì đã để bạt cô làm phó chủ nhiệm rồi. Lúc Lâm Nguyệt Giao đang bận rộn, Tần Lâm cũng đến hội trường rồi, vừa bước vào đã có không ít người đến nhiệt tình chào hỏi, không dễ gì mới gặp được Tần Đại Sư. Có rất nhiều bác sĩ nghiên cứu y học lâu năm nắm bắt cơ hội này đến hỏi Tần Đại Sư về vấn đề mà họ không giải quyết được trong nhiều năm. Tần Lâm cũng rất nhẫn nại, giải thích vài ba câu để họ hiểu ra vấn đề của mình. Chuyên gia ra tay phát là biết ngay. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Tần Đại Sư chữa bệnh, chỉ nghe người ta nói, thấy Tần Đại Sư là một cậu thanh niên trẻ tuổi thế này, trong lòng có chút không phục. Có điều hôm nay được nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền, lời lẽ cử chỉ đều toát lên phong thái của một vị đại sư, hơn nữa trả lời câu hỏi một cách chuẩn xác và đúng trọng tâm, cách nói lại rất bình dị, thẳng thắn ngay cả những bác sĩ tay nghề không cao cũng có thể nghe hiểu được. Tần Lâm vừa đến thì Mạnh Văn Cương cũng tới nơi. Hai người đứng ở trước cửa nói chuyện với đám bác sĩ. Lúc này một chiếc BMW phi đến, người xuống xe chính là tên Tần Phong tối hôm qua. Tần Phong đứng ở trước cửa, gã thấy hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy đám người Tần Lâm. Cho hỏi, tiệc sinh nhật của Nguyệt Giao tổ chức ở đây đúng không? Đám đông gật đầu, một viện trưởng ra hỏi, cậu là ai? Người đến tham gia tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Giao đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới y học. Nếu là bác sĩ của bệnh viện nào đó, bọn họ chắc đều biết. Tần Phong ngỡ ngàng nhìn đám người quyền thế trước mắt, ngượng ngùng nói. Tôi là Tần Phong, bạn của Nguyệt Giao. Các bác sĩ gật đầu, đã là bạn riêng của người ta nên họ cũng không tra hỏi nữa. Tần Phong định bước vào, Tần Lâm đột nhiên cười nói. Không phải anh bảo mình là bác sĩ riêng của Mạnh Văn Cương sao? Tần Đại Sư, Tần Phong đơ người ra, gã nói. Ha ha. Không phải tối qua tôi giải thích rồi sao, tôi không chỉ làm bác sĩ riêng cho chủ tịch Mạnh mà còn nhiều gia tộc khác nữa. Tần Lâm cười khẩy, nếu đã như thế, gặp chủ tịch Mạnh rồi sao anh không chào hỏi.
Tần Phong sững sờ, lúc này gã mới nhận ra Mạnh Văn Cương ở bên cạnh Tần Lâm, gã đâu có quen ông ấy. Bác sĩ riêng gì gì đó đều là chém gió. À, ha ha, tôi nhất thời hoa mắt không nhận ra, chào Chủ tịch Mạnh. Lúc này Mạnh Văn Cương cũng hiểu ra, tên này mạo danh Tần Đại Sư. Đúng là đáng chết, dám giả danh tiểu sư huynh lừa đảo ngay trước mặt cậu ấy, đúng là không biết trời cao đất dày. Bốp, Mạnh Văn Cương là người dễ nổi giận, ông giơ tay tát nốt phát vào mặt Tần Phong, lập tức khiến gã loạng choạng lùi về sau vài bước. Cút, nhìn thấy nụ cười khinh bỉ trêu đùa của đám đông, Tần Phong không còn mặt mũi nào, vội lên xe rời đi, các bác sĩ đồng y phá lên cười. Lúc này Lâm Nguyệt Giao chen ra từ đám đông, nhìn thấy Tần Phong phóng xe rời đi, cô lập tức phẫn nộ. Cô vừa nhìn Tần Đại Sư đến, vội ra nghênh đón, kết quả chỉ nghe thấy tiếng tát. Không cần phải hỏi, chắc chắn là Tần Lâm làm. Lâm Nguyệt Giao tức giận đến phát điên, tên Tần Lâm này sao lại dám ra tay với Tần Đại Sư chứ? Tần Lâm, anh điên rồi, sao anh dám làm vậy với Tần Đại Sư chứ? Lâm Nguyệt Giao giơ tay định tát vào mặt Tần Lâm. Cô quá tức giận, bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay cô chuẩn bị cho Tần Đại Sư, kết quả lại bị Tần Lâm đánh chạy mất. Tần Lâm giơ tay nắm lấy cổ tay của Lâm Nguyệt Giao, không để cho cô tát. Lâm Nguyệt Giao tức giận vung tay, khóe mắt ướt lệ, lao ra ngoài. Chạy đuổi theo bóng hình vừa mới biến mất của Tần Phong. Tần Lâm thở dài rồi bỏ đi, để lại Mạnh Văn Cương và đám chuyên gia ngơ ngác mơ hồ, đây là tình huống gì vậy? Lâm Nguyệt Giao đuổi theo một lúc lâu nhưng không đuổi kịp, Tần Phong đã lái xe rời đi từ lâu rồi, cô thực sự rất hối hận, đáng nhẽ hôm nay không nên nghe lời mẹ bảo Tần Lâm đến. Bây giờ thì tốt rồi, Tần Đại Sư tức giận bỏ đi. Một lúc sau, chuông điện thoại của Lâm Nguyệt Giao vang lên, vừa nhìn thấy là Tần Đại Sư cô lập tức vui vẻ, vội nghe máy. Alo, Tần Đại Sư, anh đang ở đâu vậy? Nguyệt Giao, lúc nãy tôi với bạn cô xảy ra chút mâu thuẫn, tôi không tham gia tiệc sinh nhật của cô, có điều tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt muốn tặng cho cô đến núi Bắc Sơn một chuyến được không? Được, tôi sẽ đi ngay. Trong lòng Lâm Nguyệt Giao không ai quan trọng bằng Tần Đại Sư, cho dù mặc kệ các lãnh đạo ở bữa tiệc sinh nhật cũng chẳng sao, dù gì cô ấy cũng muốn biết Tần Đại Sư chuẩn bị món quà gì cho cô. Lâm Nguyệt Giao gọi xe đến núi Bắc Sơn, xe của Tần Phong đỗ trước cổng. Lâm Nguyệt Giao vội xuống xe, vẻ mặt áy náy, day dứt. Xin lỗi Tần Đại Sư, người anh họ đó của tôi có vấn đề về đầu óc, anh đừng tức giận. Tần Phong cười nhạt, không sao. Tôi cũng không phải loại người nhỏ mọn như thế, chúng ta xuất phát thôi. Thấy Tần Phong không tức giận, Lâm Nguyệt Giao thở phào, thầm nghĩ Tần Đại Sư đúng là Tần Đại Sư, mạnh hơn tên Tần Lâm gấp trăm lần. Tần Phong lái xe lên con đường bao núi, càng đi càng ít người, vốn dĩ ở núi Bắc Sơn này đã không có cảnh đẹp gì, hoang vu hẻo lánh, ngay cả camera giám sát cũng không có. Đột nhiên tin nhắn Zalo của Tần Phong vang lên, gã nhấn vào điện thoại để nghe đoạn tin nhắn bằng giọng nói. Anh Triệu, anh đã đến chưa? Mặc dù rất nhỏ nhưng khả năng nghe của Lâm Nguyệt Giao khá tốt, dường như cô nghe được một câu, anh Triệu. Anh Triệu là ai? Lâm Nguyệt Giao thấy càng ngày càng xa xôi hẻo lánh, đột nhiên có một dự cảm không lành. Tần Đại Sư, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Đỉnh núi, đến nơi cô sẽ biết thôi, tôi chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho cô. Lâm Nguyệt Giao cầm điện thoại xem, cô phát hiện lúc gần lên đỉnh núi đã không còn tín hiệu. Xe nhanh chóng đi đến một nơi không có đường. Nguyệt Giao xuống xe đi, nhìn thấy túp lều bên kia không, trong đó là quà tôi chuẩn bị cho cô. Lúc này Lâm Nguyệt Giao đã hơi hoảng sợ, bởi vì lúc Tần Phong đứng dậy, cô nhìn thấy một thứ giống như bao cao su ở trong túi sau mông gã. Lúc xuống xe, Lâm Nguyệt Giao mới để ý cửa xe chỗ ghế lái phụ không đóng chặt. Cô đi theo Tần Phong đến túp lều, đi được nửa đường thì có hai người đàn ông từ trong túp lều đi ra, vẻ mặt rất gian tà. Anh Triệu sao bây giờ anh mới đến? Azo là một cô gái, xinh đẹp thật đấy, hôm nay anh em mình được sung sướng rồi. Lâm Nguyệt Giao biến sắc, Tần Đại Sư, đây là sao vậy? Tần Phong lạnh lùng cười, chuyện đã đến nước này, gã cũng không cần thiết phải giấu nữa. Tôi không tên là Tần Phong, tôi tên là Triệu Phong. Cái gì, mặt Lâm Nguyệt Giao biến sắc, chẳng trách lúc nãy có người gọi gã là anh Triệu trong Zalo, họ của gã không phải họ Tần. Vậy tại sao anh lại bảo mình là Tần Đại Sư? Triệu Phong lạnh lùng mỉm cười, đó chẳng phải để lừa cô sao? Triệu Phong cũng được coi là may mắn, gã chỉ là một viên chức nhỏ bé, biết chút y thuật nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Lúc trước có cơ hội đến tập đoàn Mạnh Thị, vừa hay vào được trong văn phòng của Mạnh Văn Cương,
vô tình nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao tặng quà cho Tần Đại Sư. Bên trong có một tấm thiệp chúc mừng, bên trên viết thông tin về buổi tiệc sinh nhật, chỉ qua cách viết cũng nhận ra được sự ái mộ của Lâm Nguyệt Giao. Triệu Phong nổi lên ý định xấu, ad Zalo của Lâm Nguyệt Giao, vốn chỉ muốn lừa chút tiền, kết quả vừa thấy ảnh Lâm Nguyệt Giao xinh đẹp đến vậy, liền nổi sắc tâm. Vậy nên mới có chuyện như bây giờ. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao vô cùng thất vọng, ấy không thể nào ngờ được, người này lại mạo danh Tần Đại Sư, mất công cô ấy tin tưởng như vậy. Cô anh Triệu, ánh mắt của anh không tồi, cô gái này xinh như trong ảnh vậy, tối nay chúng ta có thể chơi một bữa vui vẻ rồi. Anh em ta ba người luân phiên lên, mỗi người ba lần, tối nay phục vụ cô ta thoải mái, ha ha ha, anh Triệu lên trước đi. Triệu Phong lạnh lùng nở nụ cười, lần này gã may mắn thật, lúc trước suýt nữa bị Tần Lâm vạch trần, may mà Lâm Nguyệt Giao này sống chết không tin, như vậy mới có thể thực hiện được kế hoạch. Lâm Nguyệt Giao lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Triệu Phong cười nhạt, dáng vẻ quân tử lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Nguyệt Giao, nơi rừng núi hoang vu này chẳng có ai đâu, cô cũng đừng phản kháng làm gì, ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi thì còn thoải mái, cô xinh đẹp thế này, chúng tôi đâu nỡ đánh, thôi được rồi, mau qua đây, tự mình cởi quần áo đi. Triệu Phong từ hình tượng cao lớn vĩ đại giờ đây biến thành một tên tiểu nhân háo sắc thô bỉ, chỉ vài giây thôi, lòng Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn vỡ vụn, cô ấy cũng không thể nào ngờ được sẽ có kết quả như này, ba người dần dần vây lại, cô ấy căn bản chạy không thoát. Đường xuống núi bị hai người khác chặn mất, huống hồ nếu có chạy, Lâm Nguyệt Giao cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đột nhiên Lâm Nguyệt Giao ra quyết định, chạy ra xe. Mặt Triệu Phong biến sắc, vội vã ấn chốt cửa xe. Tích 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 tích, nhưng cửa ở vị trí phó lái không được đóng chặt, vậy nên không có cách nào dùng chìa khóa khóa xe, Lâm Nguyệt Giao vội vàng luồn vào trong, sau đó khóa chặt cửa xe. Lúc này đám Triệu Phong xông lên, kéo cửa xe nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Chìa khóa cũng vô dụng, Triệu Phong tức đến mức hung hăng đạp một phát lên cửa xe. Lâm Nguyệt Giao mặc dù ở trong xe, nhưng cũng không có chìa khóa, không có cách nào khởi động xe, cô ấy lấy điện thoại ra xem, vẫn không có vạch sóng nào. Hai người bạn của Triệu Phong ở bên ngoài bắt đầu chuẩn bị dùng đá để đập xe, chắc chiếc xe này không còn trụ được bao lâu nữa, đến lúc cánh cửa được mở, Lâm Nguyệt Giao chắc chắn sẽ thảm đến mức bản không dám tưởng tượng. Lúc này Lâm Nguyệt Giao hối hận vô cùng. Lúc đầu sao lại không tin mẹ với Tần Lâm chứ, lại đi tin mấy tên này. Bây giờ nghĩ lại, Tần Lâm làm như vậy là đúng, vậy mà cô ấy lại đối xử với anh như vậy. Cô sờ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, trong lòng Lâm Nguyệt Giao tràn đầy hối hận. Đột nhiên cô nhớ đến điều Tần Lâm từng nói với mình. Chiếc đồng hồ này đã được cải tạo lại, nếu như gặp nguy hiểm thì chỉ cần ấn liên tục núm xoay 3 lần, Tần Lâm sẽ nhận được tín hiệu. Lâm Nguyệt Giao vội vàng nhấn núm xoay 3 lần. Thấy đồng hồ không có phản ứng gì, cô ấy lại ấn thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Không biết Tần Lâm có nhận được không? Triệu Phong ở bên ngoài nhìn thấy hai tên đàn em đang bê đá qua, nhíu mày. Hai người làm gì vậy? Đập xe à anh Triệu, nếu không thì làm sao lôi được cô ta ra? Triệu Phong liếc mắt, mẹ kiếp, mấy người bị ngu à, đây là xe chúng ta đi thuê, cậu đập cậu có đền được không? Hai tên đàn em cũng không biết làm thế nào. Vậy mình phải làm gì bây giờ? Triệu Phong nghĩ một chút, chúng ta tìm xem trong lều có cái tua vít nào không? Chắc là có đấy ạ, lúc dựng lều chúng ta còn dùng mà. Cầm qua đây, để tôi cậy cửa xe. So với việc đập xe thì cậy cửa là một lựa chọn không tồi. Hôm nay bọn họ phải làm bằng được Lâm Nguyệt Giao, tốn nhiều công sức như vậy không thể nào dương mắt nhìn cô ấy ở trong xe mà không làm được gì. Chỉ có thể chọn cách hy sinh thứ nhỏ nhất để thử. Nghe thấy bọn họ thương lượng với nhau ở bên ngoài, Lâm Nguyệt Giao mất hết ý chí, vô cùng tuyệt vọng. Có điều cũng không còn cách nào khác, trong xe không có đồ gì cả, ngay cả đồ để phòng thân cũng không có, chỉ có thể ngồi đây nhìn bọn họ nghĩ cách. Chẳng mấy chốc, Triệu Phong đã cầm tua vít ra, bắt đầu cậy cửa xe, khóa cửa xe không đáng bao nhiêu tiền, cậy xong là Lâm Nguyệt Giao hết đường chay. Có điều Triệu Phong vẫn rất cẩn thận, dù sao ở đây cũng không có sóng, cũng chẳng có ai tới. Bọn họ không cần vội, cứ từ từ mà chơi, cố gắng giảm thiểu tối đa tổn thất. Rắc rắc, chiếc tua vít bạo lực cậy cửa xe ra, cậy một hồi liền xuất hiện một khe hở, sau đó dùng tua vít thọc vào chỗ đó, cửa xe liền được mở ra. Á, cứu mạng, Lâm Nguyệt Giao hoảng loạn, hét lớn trong xe. Cửa xe vừa mở, Triệu Phong cười lớn, lúc này Lâm Nguyệt Giao thực sự hết đường để chạy rồi. Hai đùi Lâm Nguyệt Giao điên cuồng đạp,
có điều sức lực quá bé nhỏ, vốn không thể so sánh với người đàn ông trưởng thành. Triệu Phong tìm được cơ hội, tóm chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của Lâm Nguyệt Giao, mạnh mẽ lôi nửa người cô ấy ra khỏi xe. Nhìn thấy hai chân Lâm Nguyệt Giao vừa đẹp vừa dài, hai mắt Triệu Phong phát sáng, đúng là hàng cực phẩm. Lâm Nguyệt Giao tóm chặt lấy vô lăng xe, có điều bị ba người đàn ông kéo xuống thì cô ấy cũng không làm được gì. Khi Lâm Nguyệt Giao thả tay ra, cô ấy cũng hoàn toàn tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, khàn giọng gào thét, hai cánh tay cào loạn không mục đích nhưng chẳng tóm được thứ gì. Triệu Phong bắt đầu cởi thắt lưng của Lâm Nguyệt Giao, hai người đàn ông còn lại thì giữ chặt lấy hai cánh tay của cô ấy, bắt đầu xé quần áo của cô. Lâm Nguyệt Giao thảm thiết kêu, vang vọng núi rừng. Khi mấy người đàn ông này chuẩn bị đạt được mục đích của mình, đột nhiên tiếng khởi động động cơ phát ra từ dưới núi. Triệu Phong nhíu mày, chuyện gì vậy? Sao lại có người đến nơi rừng núi hoang vu này? Ba người ngẩn ra, một chiếc Audi A8 xông đến, nếu như bọn họ hiểu biết một chút thì có thể nhận ra đây là xe của Mạnh Văn Cương. Tốc độ của xe vô cùng nhanh, vừa nhìn là biết chạy hết tốc lực đến, xe xông lên, đuôi xe đẹp để quẹt ngang trước mặt bọn họ, sau đó, một người đàn ông bước xuống. Anh Tuấn lạnh lùng, nổi giận đùng đùng. Người này chính là Tần Lâm. Nhìn thấy Tần Lâm xuất hiện, lòng Lâm Nguyệt Giao đột nhiên ấm áp, dường như nhìn thấy hy vọng. Ba người Triệu Phong nhìn nhau, thả Lâm Nguyệt Giao ra, xông đến chỗ Tần Lâm. Trong tay ba người Triệu Phong còn có vũ khí là tua vít, Tần Lâm chỉ có một mình nên chẳng có lý gì để sợ anh. Muốn chết, Tần Lâm đột nhiên giơ chân, đạp qua. Bốp, người Triệu Phong lập tức bay ra xa cả mấy chục mét, chẳng có kỹ xảo màu mè gì, cũng chẳng có mấy động tác lóa mắt ngầu lòi, chỉ với một cước đơn giản, Triệu Phong nôn ra máu ngay giữa không trung. Gã lập tức ngất đi, Tần Lâm cũng chẳng hề khách khí với hai người còn lại, tặng mỗi người một cước. Hai người bay văng ra, đập vào chiếc BMW, cửa kính xe lập tức vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng như bị đập vỡ tan vậy, khóe miệng chảy máu tươi, ngất ngay lập tức. Lâm Nguyệt Giao nằm trên mặt đất, cả người sững sờ. Tần Lâm vừa ra tay, cứ như thiên thần hạ phàm vậy, tốc độ nhanh như vậy, ba người vừa uy hiếp tính mạng cô, chỉ trong nháy mắt đã chẳng còn một ai. Đây là Tần Lâm sao? Nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao nằm trên mặt đất, quần áo rách dưới, Tần Lâm vội vàng tiến lên đỡ cô ấy dậy. Không sao chứ, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tần Lâm, trong phút chốc, nỗi hổ thẹn, ấm ức dâng lên, nước mắt của cô trào ra khỏi vành mắt. Lâm Nguyệt Giao nhào vào lòng Tần Lâm, nghẹn ngào. Anh, một lúc sau, tâm trạng của Lâm Nguyệt Giao bình phục kha khá, cô chui ra khỏi lòng Tần Lâm, ngại ngùng nhìn anh. Xin lỗi, lúc trước em làm vậy là không đúng với anh. Tần Lâm đương nhiên chẳng hề tức giận, không sao, em không sao là được rồi, đi thôi, về nhà trước đã. Tần Lâm vứt ba người kia lên BMW, sau đó lái xe Mạnh Văn Cương đi về. Xử lý ba người họ thế nào? Mạnh Văn Cương sẽ xử lý. Tần Lâm đáng nhẽ phải giết ba người này, nhưng làm vậy trước mặt Lâm Nguyệt Giao thì không ổn lắm, vậy nên đành thôi, anh tin Mạnh Văn Cương sẽ xử lý tốt. Sau khi lên xe, Lâm Nguyệt Giao vẫn còn hơi sợ hãi, cô chỉnh lại quần áo của bản thân, may mà Tần Lâm xuất hiện kịp thời. À, cái đồng hồ này, đắt lắm nhỉ? Thực ra Lâm Nguyệt Giao đã biết giá của nó nhưng vẫn muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với Tần Lâm, dù sao đây là món quà quý nhất mà cô ấy từng nhận được. Hơn nữa, cô ấy cũng rất tò mò, cái đồng hồ này lại có thể phát tín hiệu từ một nơi như thế này, điện thoại của cô ấy là điện thoại 5 giờ mà còn chẳng có vạch sóng nào ở vùng núi cao này. Tần Lâm nói, cũng bình thường, giá tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là nó có thể làm công cụ để cứu mạng, chiếc đồng hồ của em từng được quân đội cải tạo lại, có thể phát được tín hiệu trên toàn cầu, định vị vô cùng chính xác, nếu không ai có thể tìm được em ở nơi núi non trùng điệp này chứ. Lâm Nguyệt Giao đột nhiên cảm thấy Tần Lâm hoàn toàn không giống với những gì cô biết lúc trước. Anh còn quen người bên quân đội sao? Có thể giúp cải tiến lại món đồ công nghệ cao này, nhất định không phải là điều mà binh sĩ nhỏ bé có thể làm, nhất định phải là sĩ quan rất lợi hại mới làm được. Lúc trước vẫn luôn cho rằng Tần Lâm không có quan hệ gì, bây giờ xem ra là cô đã qua coi thường anh rồi. Còn muốn đến Hoa Tử Kinh không? Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, bây giờ cô ấy chẳng có tâm trạng, chỉ muốn về nhà. Về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao mặc áo khoác của Tần Lâm để mẹ không phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa như này, tốt nhất vẫn không nên nói cho mẹ cô ấy biết, để bà ấy đỡ lo lắng. Nguyệt Giao, sao con về sớm thế, chẳng phải hôm nay có tiệc sinh nhật sao? Lâm Nguyệt Giao vội vàng đi vào phòng, vừa thay quần áo vừa nói. Tiệc tàn rồi ạ,
tối nay con ăn cơm ở nhà. Mẹ làm nhiều món một tí nhé, anh họ cũng ăn ở đây. Đường Mẫn sững sờ, Lâm Nguyệt Giao uống nhầm thuốc à, hình như đây là lần đầu tiên cô ấy gọi Tần Lâm là anh họ. Đường Mẫn nhìn Tần Lâm cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái, ý bảo không biết chuyện gì đang xảy ra. Đường Mẫn cười, dù nói thế nào, Nguyệt Giao có thái độ tốt với Tần Lâm thì bà ấy đương nhiên vẫn vui. Được, tối nay chúng ta cùng ăn cơm. Tối nay có thể coi là lần ăn cơm vừa ý nhất ở nhà dì hai làm một bàn đồ ăn phong phú, công việc của chồng dì hai thuận lợi, buổi tối còn uống vài chén với Tần Lâm. Còn thái độ của Lâm Nguyệt Giao với Tần Lâm cũng rất tốt, trên bàn ăn còn mấy lần gắp thức ăn cho anh, đúng là lật đổ tam quan của cả nhà. Khi mọi người đang vui vẻ ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nhận được điện thoại, cô nhíu mày, vội vã mặc áo đi ra ngoài. Sao vậy Nguyệt Giao, muộn thế này còn có chuyện gấp gì vậy? Con có một bệnh nhân cần cấp cứu, phải đi một chuyến. Bác sĩ là như vậy, lúc nào có bệnh nhân là lúc đó phải đi làm, hai vợ chồng Đường Mẫn cũng quen rồi. Anh đi với em, muộn thế này rồi, Lâm Nguyệt Giao còn là con gái, ra đường một mình rất nguy hiểm. Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay lại cảm thấy sợ hãi, Lâm Nguyệt Giao cũng gật đầu, để Tần Lâm đi cùng mình sẽ an toàn hơn một chút. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến bệnh viện, Lâm Nguyệt Giao nhanh chóng đổi sang áo blue trắng. Đến phòng cấp cứu, nhìn thấy một cô bé khoảng 4-5 tuổi đang nằm trên giường bệnh, tay ôm bụng, trông cô bé vô cùng đau đớn, bố mẹ đứng bên cạnh vô cùng lo lắng. Bác sĩ đến rồi, tốt quá rồi, mau cứu con gái tôi. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, con gái bị bệnh sao mấy người lại gọi cấp cứu ở khoa nội? Đáng nhẽ phải cấp cứu ở khoa nhị. Lâm Nguyệt Giao là bác sĩ khoa nội, bác sĩ giữa các khoa có sự khác biệt rất lớn, ngành y thiên về nghiên cứu chuyên môn. Mặc dù nguyên lý có liên quan đến nhau nhưng khoảng cách ở giữa thì vô cùng lớn. Cô bé này mới 4-5 tuổi, ốm thì đáng nhẽ phải gọi cấp cứu của khoa nhi mới đúng. Bố bệnh nhân lo lắng vô cùng, gì mà khoa nhi với khoa nội chứ, không phải mấy người đều là bác sĩ sao, sao không thể khám cho con gái tôi. Tính mạng con người là quan trọng nhất, Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, thấy bệnh tình của cô bé rất nghiêm trọng, nếu không cấp cứu thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Được, tôi khám trước. Mau gọi điện cho bác sĩ Lý của khoa nhi, gọi ông ấy đến. Lâm Nguyệt Giao đeo ống nghe lên, bắt đầu khám cho đứa trẻ, may mà cô bé gặp bệnh lý liên quan đến khoa nội, Lâm Nguyệt Giao vẫn có thể cấp cứu cho cô bé. Sau khi kiểm tra, Lâm Nguyệt Giao nói, gần đây đứa bé có ăn thứ gì kỳ lạ không? Cô nói vậy là có ý gì, cái gì thì được coi là kỳ lạ. Con bé chỉ ăn cơm bình thường với đồ ăn vặt thôi, lấy đâu ra mấy đồ kỳ lạ, bố đứa bé tỏ ra tức giận, chất vấn cô. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, không có là không có, anh vội cái gì? Nói xong, cô tiếp tục chẩn đoán cho đứa bé. Vài phút sau, Lâm Nguyệt Giao lắc đầu nói. Đứa bé bị đau thắt dạ dày, tôi nghi là do bị ngộ độc thực phẩm, trước tiên phải rửa ruột. Nói xong, Lâm Nguyệt Giao vội vã bắt đầu sắp xếp chuẩn bị rửa ruột. Tần Lâm lại nhíu mày nói. Trước tiên đừng rửa ruột sẽ dễ gây bệnh khác, theo như anh thấy, con bé không bị ngộ độc thực phẩm. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, anh không biết gì thì đừng có nói vớ vẩn. Đây không phải là nhà để mà thảo luận về tình trạng bệnh, đây là bệnh viện, ở trước mặt người nhà bệnh nhân thì không nên nói vớ vẩn, nếu không xảy ra chuyện gì thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Mặc dù chuyện hôm nay khiến mối quan hệ giữa Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao hòa hoãn đôi chút nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Lâm Nguyệt Giao công nhận y thuật của Tần Lâm. Anh chẳng qua chỉ xuất thân từ vùng núi cao hẻo lánh, căn bản không được học hành một cách bài bản. Khi phải đối mặt với những ca cấp cứu thì không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nhỡ may khiến người nhà bệnh nhân tức giận thì rất khó giải quyết. Bố đứa trẻ quả nhiên trợn mắt nhìn Tần Lâm, cậu là ai? Bác sĩ khoa nào? Sao cậu không mặc áo blue trang? Lâm Nguyệt Giao vội vàng giảng hòa, thôi mau bắt đầu đi, người nhà bệnh nhân làm thủ tục đi. Sau đưa cô bé vào phòng cấp cứu, Lâm Nguyệt Giao bắt đầu tiến hành rửa ruột, vừa đưa ống soi dạ dày vào, mặt cô bé bắt đầu tím bầm. Đột nhiên có hiện tượng ngừng hô hấp, chưa đến mấy chục giây sau, mặt bị ngạt mà phồng lên, mắt trông như bị ngạt thỏ. Lâm Nguyệt Giao sợ hết hồn, trợn tròn mắt, trước nay cô ấy chưa từng gặp tình trạng bệnh này. Mặt bố mẹ đứa trẻ cũng biến sắc, lang băm, mẹ kiếp, rốt cuộc cô có biết chữa bệnh không, lúc nãy con gái tôi chỉ bị đau bụng mà bây giờ sao lại trở nên thế này. Lâm Nguyệt Giao có hơi hoảng, vội vã rút ống ra, chuẩn bị cấp cứu. Tần Lâm đột nhiên bước vào. Kéo cổ tay Lâm Nguyệt Giao nói, để anh làm.
Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, anh đừng làm loạn. Tần Lâm không quan tâm đến cô, anh đi đến bên cạnh cô bé, nắm lấy chân trái của cô bé, hai ngón tay khép lại, nhấn vào lòng bàn chân. Cô bé lập tức thả lỏng, bắt đầu há miệng thở hổn hển, có điều vẫn nhắm mắt, vẫn trong trạng thái hôn mê. Người nhà bệnh nhân đang định nổi giận, nhìn thấy con gái hình như có biến chuyển tốt mới dừng lại, để Tần Lâm chữa bệnh. Hai tay Tần Lâm bấm huyệt trên lòng bàn chân cô bé, một lúc sau, hô hấp hoàn toàn bình thường, cô bé cũng mở mắt, ánh mắt trong veo nhìn Tần Lâm. Tần Lâm tiến lên, nhẹ nhàng xoa một vài huyệt vị trên đầu cô bé. Cô bé nhỏ giọng nói, chú, cháu đau. Tần Lâm dịu dàng nhìn cô bé, cháu yên tâm, chú sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu. Nói xong, tay trái Tần Lâm ấn lên huyệt vị trên đầu cô bé, tay phải xoa bóp dạ dày. Vài phút sau, vẻ mặt đau đớn của cô bé biến mất, hô hấp cũng bình thường trở lại, cô bé yên lặng thiếp đi. Tần Lâm thả tay ra nói, khoa nhi có chút khác biệt với khoa nội, đứa bé này không bị đau thắt dạ dày mà gặp vấn đề về tuyến tụy, hình như đứa bé ăn phải thứ gì đó, tí nữa châm cứu thì sẽ khỏi. Về lý mà nói, Tần Lâm cứu người, người nhà bệnh nhân đáng nhẽ phải cảm ơn mới phải, tuy nhiên bố đứa bé này lại ôm đứa bé lên, lạnh lùng nói. Còn dám để mấy người chữa, lúc nãy mấy người suýt nữa giết chết con gái tôi, mấy người là một đám lang băm, nếu như con gái tôi gặp phải vấn đề gì, thì xem tôi xử lý mấy thế nào. Nói xong, bố mẹ ôm cô bé đi khỏi, Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm, cảnh vừa nãy khiến cô sợ gần chết. Nếu đứa bé này mà ngừng thở thì sẽ mất một mạng người, nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn Tần Lâm. Anh họ, anh liều lĩnh quá rồi ấy, lúc nãy là tình huống khẩn cấp, với y thuật mèo mửa của anh mà cũng dám ra tay. Nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao đây, đây là trách nhiệm của anh đấy. Thân phận của hai người nhà bệnh nhân lúc nãy không đơn giản, nếu như xảy ra chuyện gì thì nhất định không có kết quả tốt. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, yên tâm đi, nếu như đứa trẻ xảy ra chuyện gì. Bọn họ sẽ quay lại. Buổi cấp cứu này nguy hiểm quá, Lâm Nguyệt Giao vội vàng viết báo cáo, Tần Lâm ở trong văn phòng đợi cô, đợi đến khi cô viết xong thì đưa cô về nhà. Bố mẹ cô bé rời khỏi viện liền đến bệnh viện nhi đồng bên cạnh, bác sĩ, con gái tôi bị co thắt dạ dày, mau giúp con gái tôi với. Bác sĩ vừa thấy người đàn ông này lập tức kinh ngạc, Tổng Giám Đốc Ngô. Anh là Tổng Giám Đốc Ngô, Ngô Thiên gật đầu, không sai, là tôi, mau khám cho con gái tôi. Lúc nãy bệnh viện bên cạnh để cho một tên lang băm suýt giết chết con gái tôi. Vừa thấy Tổng Giám Đốc Ngô, mọi người không dám sơ suất, toàn bộ chuyên gia của bệnh viện lập tức hội trần. Lúc này lão gia nhà họ Ngô cũng đến bệnh viện, nhìn thấy cháu mình vẫn bình an vô sự, lão gia thở phào nhẹ nhõm, đứa bé này là tính mạng của cả nhà, nếu như xảy ra chuyện gì thì xong đời. Sau khi cả nhà thương lượng xong, cô bé khóc lớn, vẻ mặt đau đớn, mặt mày nhăn nhó, hai tay ôm lấy bụng. Mặt tái nhợt. Sao vậy, Điềm Điềm con không sao chứ? Cả nhà sốt ruột vây quanh cô bé, ai ai trông cũng vô cùng lúng túng. Điềm Điềm vừa khóc vừa nói, con muốn chú chữa bệnh cho, .con muốn chú chữa bệnh cơ. Ngô lão gia cũng sốt ruột nói, chuyên gia đâu, mau nhanh lên cho tôi. Mấy chuyên gia vội vã đi đến kiểm tra cho cô bé, nhưng không tài nào tìm ra vấn đề, dạ dày của cô bé cơ bản không gặp vấn đề gì. Nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Hơn nữa Điềm Điềm còn bé, bây giờ ý thức vẫn còn mơ hồ, không thể tỉnh táo để nói rõ mình đau ở đâu. Mấy chuyên gia lắc đầu, Chủ tịch Ngô, bệnh này chúng tôi cũng không chữa được, mấy người nên chuyển viện đi. Trước mắt đều là những người có máu mặt, nếu như không cẩn thận gặp vấn đề gì thì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Ngô lão gia nổi giận đùng đùng, mấy người làm ăn kiểu gì không biết, bây giờ chuyển viện còn kịp chắc, ngay cả bệnh gì còn không khám ra. Cô bé này vốn gặp phải chứng bệnh khó chữa, hơn nữa lại là chứng bệnh khó chữa của khoa nhi, nên càng khó giải quyết, bệnh đến đột ngột thế này, ai cũng không dám chữa. Cô bé khóc lớn, không ngừng nói muốn chú khám cho, tuy nhiên bác sĩ vẫn bó tay chịu trói. Đột nhiên, mẹ Điềm Điềm hỏi, con biết rồi, chú mà Điềm Điềm nói là cậu thanh niên đã bấm huyệt cho con bé. Ngô lão gia nhíu mày, cậu thanh niên bấm huyệt nào cơ? Ngô Thiên đứng dậy. Nắm chặt nắm đấm kể lại một lần chuyện lúc trước, Ngô lão gia lập tức nổi giận. Thằng Hâm này, bố đã bảo con bao nhiêu lần rồi đừng có mà khinh thường người khác, cậu thanh niên kia rõ ràng là thần y, có thể chữa khỏi bệnh cho Điềm Điềm, con lại cứ chửi mắng người ta. Bây giờ mau sang bệnh viện bên cạnh, mời tiểu thần y đến. Thôi, đích thân bố đi. Nói xong, Ngô lão gia sải bước đi ra, may mà hai bệnh viện khá gần nhau,
Ngô lão gia đi bộ rất nhanh, đi cùng Ngô Thiên còn có mấy thư ký và trợ lý, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được bệnh viện. Lâm Nguyệt Giao lúc này bị bác sĩ Lý của khoa nhi của trách. Bác sĩ Lâm, tôi đã nói cô rồi, đây là bệnh nhân của khoa nhi chúng tôi, sao cô lại dám tiếp nhận, nếu xảy ra vấn đề gì thì là tôi phụ trách hay cô phụ trách? Lâm Nguyệt Giao cũng không hiền lành gì, ý của ông là bảo tôi thấy chết không cứu, tôi còn thấy đứa bé kia đau như vậy. Bác sĩ Lý lạnh lùng hừ một tiếng, cô nói cái gì vậy? Tôi đương nhiên không bảo cô thấy chết không cứu, có điều cô cũng không thể không biết tự lượng sức mình mà tự tiện chữa cho bệnh nhân được. Nhỡ may xảy ra chuyện gì thì cô gánh trách nhiệm hay tôi gánh trách nhiệm đây? Khi hai người đang cãi nhau, đột nhiên Ngô lão gia đưa theo một đám người đi vào từ bên ngoài. Bước đi mạnh mẽ, khí thế bất phàm. Dựa theo khí chất và cách ăn mặc của vị lão gia này, vừa nhìn là biết không phải người thường, khí thế mạnh mẽ như vậy trông giống đang đến gây phiền phức. Lúc nãy vị bác sĩ nào chữa bệnh cho cháu gái tôi? Bác sĩ Lý vừa nghe liền biết xong rồi, người này đúng là đến để gây chuyện. Ông ta vội vã giải thích, thưa ông, tôi là bác sĩ của khoa nhi, có điều tôi vừa đến bệnh viện, lúc nãy người chữa bệnh cho cháu gái ông là cô ta. Có vấn đề gì thì bắt cô ta phụ trách, mặt Lâm Nguyệt Giao tái xanh, rõ ràng là cô ấy giúp khoa nhi chẩn đoán bệnh, kết quả lại gặp chuyện này. Chuyện đã đến nước này rồi, cô ấy cũng đành nhắm mắt chịu trách nhiệm. Thưa ông, lúc nãy người chữa bệnh cho cháu gái ông là tôi, có vấn đề gì tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngô lão gia nhíu mày hỏi, nhưng tôi nghe cháu tôi bảo người khám bệnh cho nó là một cậu thanh niên. Cái này, Lâm Nguyệt Giao có hơi khó xử. Lúc nãy đúng là Tần Lâm có giúp chữa bệnh cho cô bé nhưng anh chẳng qua chỉ là bác sĩ của y quán, cũng không phải bác sĩ của bệnh viện bọn họ, chẳng có giấy tờ chứng nhận gì cả, nếu xảy ra chuyện, e rằng sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Lâm Nguyệt Giao nói, không có người khác, là tôi chữa. Lời vừa dứt, Tần Lâm bước ra từ văn phòng của Lâm Nguyệt Giao. Là tôi, mặt Lâm Nguyệt Giao biến sắc, anh đi ra làm cái gì, đi ra lúc này là tự tìm phiền phức ấy. Bây giờ Lâm Nguyệt Giao rất được hoan nghênh ở bệnh viện này, dù cho có xảy ra chuyện gì thì lãnh đạo cũng sẽ không trách cô ấy. Tần Lâm thì khác, không quyền không thể, nếu như người ta không chịu bỏ qua thì anh gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, Ngô lão gia nhìn thấy Tần Lâm liền khách khí tiến lên bắt tay rồi nói. Tiểu thần y, lúc nãy con trai tôi lỗ mãng quá, đã bất kính với cậu, mong cậu tha thứ. Nói xong, Ngô Thiên từ sau ẩy vào, ngại ngùng cúi đầu. Thần y! Lúc nãy thái độ của tôi không đúng, thực sự xin lỗi, mong cậu tha thứ. Mọi người lập tức sững sờ, chuyện gì thế này? Bọn họ không đến để hỏi tội sao, sao ai ai cũng xin lỗi vậy? Vừa nhìn là biết hai vị này có thân phận không tầm thường, sao lại cúi đầu với một cậu trai trẻ? Tần Lâm cũng biết mọi chuyện sẽ vậy, cô bé lại phát bệnh rồi phải không? Ngô lão gia vội vàng nói, đúng vậy, ở bệnh viện bên cạnh, tất cả bác sĩ đều bó tay chịu trói. Mong cậu chữa cho con bé. Tần Lâm cũng không có thời gian để nhiều lời với bọn họ, dẫn đường đi. Đầu tiên phải nhanh chóng chữa bệnh, lúc trước Tần Lâm chỉ chữa chứng khó hô hấp của cô bé nhưng bệnh đau bụng thì chưa chữa, còn chưa kịp châm cứu thì đã bị Ngô Thiên ôm đi mất. Bệnh tình của cô bé rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời chữa trị, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tần Lâm và Ngô lão gia sải bước đi đến bệnh viện bên cạnh, đám người Lâm Nguyệt Giao trố mắt nhìn nhau. Dù sao cũng đến bệnh viện bên cạnh nên bọn họ không đi theo, nhưng Lâm Nguyệt Giao rất lo lắng. Cô là người hiểu rõ nhất mấy mánh khóe của Tần Lâm, nhưng nếu xảy ra chuyện ở bệnh viện này, ít nhất cô ấy có thể giúp đỡ. Nếu thực sự không ổn thì có thể nhờ người tìm Tần Đại Sư thật nhất định có thể giải quyết được. Nhưng bệnh viện bên cạnh là địa bàn của người khác, cô ấy có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện này giải quyết thế nào đây? Tần Lâm cùng bố con Ngô lão gia đi đến liền nhìn thấy cô bé đang nằm co quắp trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, trên đầu từng giọt mồ hôi liên tục rơi xuống, có vẻ như bụng dưới đau đến mức không chịu nổi. Tần Lâm tiến lên, duỗi tay ra, ấn lên trán cô bé. Điềm Điềm chật vật mở mắt, nhìn thấy Tần Lâm liền nói với âm thanh cực nhỏ. Chú chữa cho cháu. Tần Lâm nói, chú đến rồi, yên tâm đi. Nói xong Tần Lâm lấy ra một cây kim. Cây kim mảnh đâm vào ấn đường của Điềm Điềm. Kim này vừa được đâm xuống, lông mày đang nhíu chặt của Điềm Điềm giãn ra, cứ như toàn bộ cơn đau biến mất vậy. Sau đó, Tần Lâm để Điềm Điềm nằm duỗi thẳng ra, cẩn thận bắt mạch cho cô bé. Lúc trước anh không có cơ hội bắt mạch, dù có y thuật cao siêu thì vẫn không thể nào thiếu bước tứ chẩn được,
đặc biệt là với chứng bệnh khó chữa thế này thì càng phải tuân theo từng bước. Tứ Trần, bốn bước chữa bệnh của Đông Y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Một lát sau, Tần Lâm nhíu mày quay đầu hỏi. Tôi hỏi lại lần nữa, cô bé có ăn thứ gì kỳ lạ không? Lúc trước hỏi, Ngô Thiên cứ cố phủ nhận, nhưng mạch tượng không ổn. Ngô Thiên cúi đầu, mãi không nói gì, Ngô lão gia thấy vậy, trừng mắt tức giận quát. Mau nói. Ngô Thiên ấp a ấp úng, chỉ có thể nói. Hôm nay Điềm Điềm chẳng may ăn phải một viên thuốc phiện lớn. Ngô lão gia lập tức nổi giận, khốn khiếp. Ông ấy quay đầu, vội vàng hỏi, tiểu thần y, có chữa được không? Tần Lâm gật đầu, không phải vấn đề lớn, nếu như mấy người nói sớm thì đã giải quyết xong từ lâu rồi. Nói, xong, Tần Lâm rút kim bạc ra, bắt đầu châm cứu trên người Điềm Điềm. Dù sao cũng là trẻ con, dùng thuốc hay châm cứu đều không được dùng liều quá mạnh, vậy nên sau khi đâm xuống vài cây kim, bệnh tình của đứa bé cũng chỉ tốt hơn một chút. Được rồi, bệnh này không vội được, mỗi tuần châm cứu một lần là được, tuần tới bắt đầu, mỗi tuần mấy người đến y quán Hiên Viên ở phố Đông Y, đưa Điềm Điềm đi châm cứu một lần, ba lần là sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Ngô lão gia vội vàng gật đầu, cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Các bác sĩ đứng bên cạnh đều nhìn đến sững sờ, không ngờ rằng cậu thanh niên này lại lợi hại đến thế, Ngô lão gia tìm đâu ra vậy? Mấy bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng đều không biết Tần đại sư vang danh, chỉ biết cậu thanh niên có y thuật cao siêu này. Tiểu thần y, cậu giảng cho chúng tôi với, chuyện này là như thế nào? Xin thần y chỉ dạy cho chúng tôi cũng muốn học, về sau lại gặp chứng bệnh này thì có thể giải quyết được. Những bác sĩ này rất thành khẩn, Tần Lâm gật đầu bắt đầu giải thích một cách đơn giản. Khi Tần Lâm đang giảng giải, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên xông vào. Lâm Nguyệt Giao từ đầu đến cuối không yên tâm với Tần Lâm, lo anh sẽ gây ra chuyện gì đó, vậy nên cởi áo blue trắng, đổi sang quần áo bình thường để qua đây xem. Kết quả vừa vào đã nhìn thấy Tần Lâm đang đĩnh đạc giảng dạy cho mấy bác sĩ già kia, cô ấy nhất thời không biết nói gì. Tần Lâm này y thuật không cao mà có thể lừa gạt người khác. Theo như Lâm Nguyệt Giao thấy, Tần Lâm nhất định là đang khua môi múa mép thì mới có thể khiến người khác phục được, nếu không dựa vào y thuật mèo mửa của anh, sao có thể khiến cho nhiều người như vậy nghe anh chém gió. Có điều trong tình huống này, Lâm Nguyệt Giao nhất định sẽ không vạch trần anh mà cũng đứng ở bên cạnh yên lặng nghe. Tần Lâm cũng nói kha khá rồi, bác sĩ bên cạnh đều hỏi. Tiểu thần y, cậu trẻ tuổi như vậy sao lại có y thuật cao cường đến thế? Tần Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ vào Lâm Nguyệt Giao đứng bên cạnh mà nói. Đây là em họ tôi, phó chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân ở bên cạnh, tôi thường giao lưu học hỏi cô ấy. Wow, vừa giới thiệu như vậy mọi người lập tức tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, tiến lên bắt chuyện với Lâm Nguyệt Giao. Hai bệnh viện vốn luôn học hỏi lẫn nhau. Vừa nghe thấy Lâm Nguyệt Giao có trình độ cao như vậy, mọi người đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, vội vàng xin phương thức liên hệ, nói sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Nguyệt Giao được sủng ái mà lo sợ, cảm thấy ngại ngùng, có điều vẫn ép Zalo, chào hỏi vài câu rồi xin phép đi về. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Nguyệt Giao nhíu mày hỏi, gan anh lớn thật, loại bệnh thế này mà cũng dám chữa, anh có biết Ngô lão gia kia là ai không? Ông ấy tên là Ngô Anh Trác. Là ông chủ đồ cổ lớn nhất tỉnh Hán Đông, có quyền có thế, cũng có địa vị, nếu xảy ra chuyện gì thì anh có gánh nổi trách nhiệm không? Buôn bán đồ cổ đương nhiên phải có địa vị, Ngô Anh Trác này nhất định là người có máu mặt. Tần Lâm cười nói, nhưng chẳng phải anh vẫn không làm sao đấy thôi. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt, lần này anh gặp may thôi, nói đi, anh làm thế nào để lừa bọn họ vậy? Bệnh của cô bé đã được chữa khỏi rồi sao? Tần Lâm gật đầu. Lâm Nguyệt Giao có hơi không tin, y thuật của anh lợi hại đến vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm cũng không biết nói gì, lắc đầu nói, anh đọc được một phương thuốc cổ truyền trong sách cổ, vừa hay chữa được chứng bệnh này. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao mới gật đầu, giải thích thế này còn hợp lý, nhất định là mèo mù vớ cá rán, mới có thể chữa chứng bệnh khó chữa này bằng phương thuốc cổ truyền dân dã, nếu không, đến cả một người là phó chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân như cô ấy còn bó tay chịu trói. Thì Tần Lâm làm sao chữa được. Tí nữa anh cho em mượn quyển sách ấy để em xem qua nhé. Ok, trên thực tế đương nhiên không có quyển sách này, y thuật của Tần Lâm là do sư phụ Diệp Hiên Viên đích thân truyền dạy, đã nhớ như in trong đầu, có điều nếu Lâm Nguyệt Giao muốn xem, Tần Lâm có thể tự mình viết một quyển rồi đưa cho cô. Gặp phải chuyện này, Lâm Nguyệt Giao không những không bị trách phạt mà còn nhận được sự công nhận của các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Đồng bên cạnh,
sau khi xong chuyện nhà họ Ngô còn gửi CTH khen thưởng đến, lập tức khiến Lâm Nguyệt Giao trở nên nổi tiếng trong giới y học. Tần Lâm ở bên này vừa hoàn thành xong việc liền nhận được điện thoại của Trúc Linh Linh. Anh Tiểu Lâm, anh ở đâu vậy, có thể đến chợ đồ cổ Hoa Liên một chuyến được không? Tần Lâm sững sờ, được, bây giờ anh bắt đầu đi, xảy ra chuyện gì vậy? Một lời khó nói hết, anh cứ qua đây trước đã. Nghe giọng điệu của Trúc Linh Linh có vẻ như cô ấy đang rất sốt ruột, Tần Lâm cũng không muốn để lỡ chuyện, vội gọi taxi đi qua đấy. Chợ đồ cổ Hoa Liên này là chợ đồ cổ lớn nhất cả tỉnh, có diện tích rất lớn, tương đương với mấy trung tâm thương mại lớn gộp lại. Từ món đồ nhỏ như hạch đào văn ngoạn đến món đồ lớn như vạc đồng thau đều có hết ở đây. Chợ đồ cổ của các thành phố khác hầu như đều là lừa đảo, đặc biệt là mấy thành phố du lịch, bên trong không có món đồ nào là thật. Nhưng ở đây không giống vậy, chợ đồ cổ Hoa Liên này vô cùng đông khách, nếu thật sự có tầm hiểu biết thì có thể mua được những món đồ tốt với giá hời. Mỗi cửa tiệm đều có rất nhiều hàng thật, chỉ có điều giá khá cao, khác biệt hoàn toàn với giá thị trường, cho dù có mua được thì bán lại cũng chưa chắc đã có lãi, cùng lắm chỉ có giá trị siêu tầm. Thương gia toàn trộn lẫn đồ thật với đồ giả để bán, vậy nên nếu như là người ngoài ngành thì rất khó để có thể có lãi. Nhưng người trong ngành thường đi dạo ở đây, muốn kiếm được khoản lãi gấp mấy lần từ một món đồ thật giá rẻ thì còn phải xem trình độ của mỗi người. Khi Tần Lâm ở cùng Diệp Hiên Viên, anh học được không ít kiến thức về đồ cổ, sư phụ cũng rất thích ngọc cổ, nghe nhiều thành quen vậy nên anh cũng được coi là một cao thủ trong ngành. Tần Lâm đến chợ đồ cổ, nhìn thấy một đám người vây quanh một cửa tiệm để hóng Dremer, Tần Lâm chen vào chỗ hở để xem thì nhìn thấy Trúc Linh Linh và Vương Vân. Tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể chen vào trong nhưng chỉ thấy Vương Vân đang cầm một bình hoa cãi nhau với một người đàn ông có dáng vẻ lấm la lấm lét. Anh có ý gì, tôi đưa anh tiền mà anh lại bán cho tối hàng giả. Đây chẳng phải là lừa đảo sao? Ông chủ lạnh lùng cười, chị này, chị đừng có nói vớ vẩn nhé, khi chị mua tôi đâu có nói đây là đồ cổ của thời đại nào đâu, đó là chị tự mình nhìn, tôi lừa người thế nào chứ? Anh, khách hàng đứng cạnh cũng thấy vậy. Sự thực đúng như thế. Ông chủ vốn chưa hề nói đồ mình bán là đồ cổ, chỉ nói là một bình hoa bình thường, là Vương Vân tự mình nói nó là bình hoa của Hoàng thất Triều Minh, vậy nên liền mua với giá 1 triệu. 1 triệu đã được coi là thấp rồi, nếu như đây thực sự là bình hoa Triều Minh, hơn nữa là đồ của Hoàng thất thật thì đúng là món hời, có thể kiếm được ít nhất 5 lần tiền lãi. Vậy nên Vương Vân nhìn thấy bình hoa đáng tiền như vậy, chẳng nghĩ gì nhiều liền móc tiền ra mua luôn. Mặc dù 1 triệu không nhiều nhưng Vương Vân khá tự tin rằng mình cũng hiểu đôi chút về đồ cổ, vừa hay, bà ấy từng nghe chuyên gia giảng qua về bình hoa trong Hoàng thất Triều Minh, vậy nên mới dám chắc chắn như vậy. Kết quả là, vừa đưa tiền, quẹt thẻ xong, khi cầm lấy bình hoa thì lại không phải cái bình lúc nãy mà là hàng giả. Vương Vân không bỏ qua cho chuyện này nên vẫn luôn đứng đây la lối om sòm, nhưng đây là địa bàn của người ta, chưa bao lâu sau, mấy người đàn ông liền vây lại. Trúc Linh Linh giờ có hơi sợ nên gọi điện cầu cứu Tần Lâm. Nhìn thấy Tần Lâm đến, Vương Vân càng tỏ ra kiêu ngạo hơn. Anh đừng nói vớ vẩn nữa, cái mà lúc trước tôi nhắm chúng không phải cái bình hoa này, anh chơi trò đổi thật thành giả với tôi đúng không? Anh mà không đổi lại cho tôi, anh có tin tôi đập nát cái quầy hàng của anh ra không? Ông chủ lạnh lùng hừ một tiếng, đập quầy hàng của tôi ra. Chị có gan làm thế chắc, tôi nói cho chị biết. Ở chợ đồ cổ Hoa Liên này của chúng tôi không có camera giám sát, chị nói chẳng có chứng cứ, nhiều người nhìn như vậy, chúng ta tiền trao cháo múc, đây là sự thật, chị mà dám dở thói ngang ngược là tôi báo cảnh sát. Nhìn thấy ông chủ tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy, có vẻ như đang chiếm được thế thượng phong, biết ở đây không có camera giám sát, vậy nên dù cho đổi thật thành giả cũng chẳng ai biết. Tần Lâm ngồi xổm xuống, nhìn mấy món đồ cổ xung quanh hỏi. Ông chủ. 1 triệu có thể mua được cái bình hoa rác rưởi này, thì ông tặng chút đồ chắc không quá đáng đâu nhỉ. Ông chủ cười, được, đống này cậu tùy ý chọn, tôi tặng cậu. Ông chủ cười, Vương Vân lại không hài lòng. Tần Lâm, cậu điên rồi, cái bình hoa này là đồ giả, cậu mau giúp tôi lấy lại tiền đi. Vương Vân tức muốn chết, gọi Tần Lâm đến là muốn anh xử lý việc này, ai ngờ tên này lại không làm nên trò trống gì, còn sợ nữa. 1 triệu mua được cái bình giả này, chẳng nhẽ lại chịu như thế. Tần Lâm cười, hòa khí sinh tài, chúng ta xem một chút hàng tặng kèm. Nói xong, Tần Lâm cầm một ly rượu cũ trên mặt đất lên rồi hỏi, cái này có tặng không? Ông chủ vừa nhìn liền cười,
đó chỉ là một ly rượu cũ chẳng có giá trị gì, dù là đồ cổ cũng chẳng đáng bao tiền, ông ta mua từ chợ đồng nát với giá 10 tệ, cho còn chẳng ai thèm lấy. Được, cậu thanh niên này còn biết lý lẽ, món đồ này tặng cậu, được rồi, mọi người xem đủ rồi đấy, tiền trao cháo múc. Vương Vân sốt ruột, không được, tên họ Tần kia, đó là 1 triệu của tôi, cậu dựa vào đâu mà quyết định tiền của tôi? Không được, tôi nhất định phải đòi lại được tiền. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đó là vì cô không cẩn thận, nên chỉ có thể nhẫn nhịn thôi, người ta còn không sợ cô báo cảnh sát, thì cô làm thế nào được? Vương Vân tức đến mức dậm chân, chỉ vào Tần Lâm nói. Tôi mất công gọi cậu đến, sao cậu lại hèn nhát như vậy, uổng công là đàn ông đàn ang, cậu còn không thể tranh cãi với ông ta được. Tần Lâm lắc đầu, cầm ly rượu lên rồi quay người rời đi. Đột nhiên, một ông cụ đi tới, gọi Tần Lâm lại. Cậu nhóc, đợi một chút. Mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một ông cụ tóc bạc chẳng, đang chống gậy, đứng sau lưng Tần Lâm. Thầy Cao, đều là người của giới sưu tầm đồ cổ, vừa nhìn thấy ông cụ mắt mọi người lập tức sáng lên. Đây là cao thủ có năng lực nhất trong số bọn họ, tên là Cao Thanh Tùng, là đại sư đồ cổ, đối với việc giám định bảo vật, có thể nói là không ai có thể giỏi hơn ông ấy, độ tin cậy cũng cao nhất chợ đồ cổ Hoa Liên, rất nhiều người tin tưởng ông ấy. Thầy Cao vừa xuất hiện, mọi người đều vây lại. Cao Thanh Tùng nhìn ly rượu trong tay Tần Lâm hỏi. Cậu nhóc, có thể cho tôi xem ly rượu này được không? Tần Lâm cũng không quan tâm, đưa ly rượu cho ông ấy. Ông cụ Cao cầm trong tay quan sát một hồi, vuốt râu rồi gật đầu. Ly rượu này đúng là đồ cổ, nếu như tôi không nhầm thì là của thời Nguyên, có điều hình dạng của nó không chuẩn lắm, hơn nữa còn bị ép vỡ, dính rất nhiều cục sắt, nên mất nhiều giá trị. Ly rượu này vốn làm từ sắt, chứ không phải từ bạc, vậy nên cho dù là đồ cổ thì cũng không có giá trị. Hơn nữa bên trên còn dính rất nhiều cục sắt, càng không đáng tiền, ngay giá trị thẩm mỹ cũng không có. Có điều thầy ông cụ Cao rất thích nên quyết định sưu tầm, cũng có thể dùng làm vật trang trí. Thế này đi cậu nhóc, ly rượu này, tôi ra giá 100.000. Xì sao? Vừa ra giá, mọi người lập tức xôn xao, ai ai cũng khiếp sợ, một cái ly rượu nhỏ như vậy lại có thể bán với giá 100.000, lúc nãy sao bọn họ không phát hiện ra? Ông chủ bán đồ chắc hối hận muốn chết, không ngờ món đồ mình tùy tiện tặng lại đắt như vậy. Có giá đến 100.000. Tuy nhiên, Tần Lâm vẫn lắc đầu. Xin lỗi, tôi không bán. Ông cụ Cao nhíu mày, cậu nhóc, cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi ra giá 100.000 là vì tôi rất thích nó mà thôi, nếu như khách quan mà nói, giá của món đồ này của cậu còn chưa đến 50.000, không bán cho tôi thì cậu không thể nào bán được với giá cao vậy đâu. Tần Lâm lắc đầu, xin lỗi, không bán. Tần Lâm nói xong, Vương Vân sốt ruột, vội vàng nói. Cậu dựa vào đâu để quyết định món đồ của tôi? Là của cậu à mà cậu bảo không bán? Hừ! Vương Vân cướp lấy ly rượu rồi nói. Đây là chiếc ly mà lúc nãy mua bình hoa ông chủ tặng cho, tôi mới là người có quyền bán nó. Nói xong, Vương Vân đưa chiếc cốc cho ông cụ Cao. 100.000, tôi bán. Tần Lâm nhíu mày, dì Vương đừng vội vàng thế, chiếc ly này không chỉ có giá như vậy. Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, cậu thì hiểu cái gì? Thầy Cao nói ly rượu trong tay chúng ta chưa có giá đến 50.000, cậu nói xem tôi tin thầy Cao hay tin cậu. Cậu bớt lời đi. Vương Vân hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm, không nói lời nào đưa ly rượu cho người ta. Trúc Linh Linh có hơi lo lắng. Mẹ, nhỡ may Tần Lâm có thể nhìn thấy cái gì thì sao, chúng ta vẫn nên giữ lại một lúc, đừng vội như vậy. Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, cậu ta có thể nhìn ra cái gì? Cậu ta có thể hiểu rõ hơn mẹ về đồ cổ sao? Hay có thể hiểu rõ hơn thầy Cao? Được rồi, mau bán đi. Hôm nay Vương Vân lỗ tận 1 triệu, đã nổi điên rồi, Tần Lâm này còn may như vậy, nhặt được món hời, tay không lấy được 100.000, phải bù lỗ chứ. Ông cụ Cao chuyển tiền cho Vương Vân, 100.000 đã được chuyển sang tài khoản của bà ấy. Tần Lâm vẫn im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ông bán lại chiếc cốc này cho tôi đi. Ông cụ Cao sững sờ, đây là chuyện gì vậy, bọn họ vừa bán xong lại mua lại, rõ ràng là cùng một bọn, sao lại phân biệt với nhau? Ông cụ Cao cười nhạt, trông có vẻ như cậu rất thích ly rượu này. Có điều tôi vừa mới cầm, đợi tôi chơi vài ngày. Đang nói thì Tần Lâm giang hai tay,
chắn trước mặt ông cụ Cao. Tôi ra giá 500.000. Mọi người lập tức sững sờ. Tên nhóc này nghĩ gì vậy, lúc nãy nhặt được món đồ cổ trị giá 100.000 ở hàng kia đã là lợi hại lắm rồi, cho dù có may đến đây, thì kết quả tên nhóc này vẫn không biết điều, còn định bịp bợm gì đây. Người ta vừa mới mua với giá 100.000, bây giờ cậu lại mua lại với giá 500.000. Quan trọng nhất là thầy Cao đã giám định xong rồi, ly rượu này cho dù có là đồ thời nguyên thì cũng không đáng tiền, mấy chục nghìn là cùng lắm rồi, mua nó với giá 500.000 để làm gì chứ? Nhiều tiền không có chỗ tiêu à? Vương Vân cũng sững sờ, Tần Lâm, cậu điên hả? 500.000, cậu có đủ 500.000 sao? Trúc Linh Linh cũng không nhìn được nữa, sao mẹ quản lắm thế, con có, dùng của con ấy. Nói xong, Trúc Linh Linh lôi điện thoại ra, chuẩn bị chuyển tiền cho Tần Lâm. Vương Vân trừng mắt, Trúc Linh Linh, con điên rồi, con có tiền đúng không, có tiền là có thể phung phí như vậy. Trúc Linh Linh cạn lời, trong lòng nghĩ lúc nãy mẹ mới là người phung phí 1 triệu ấy. Thầy Cao có chút nghi ngờ, cảm thấy cậu thanh niên trước mặt không giống người khác. Cậu nhóc, cậu chắc chứ? Tôi chắc chắn. Được, nếu cậu đã ra giá 500.000, thì tôi liền bán nó cho cậu. Ra giá cao gấp mấy lần giá trị thực tế như vậy, ông ấy cũng không cần giữ lại. Trúc Linh Linh liền chuyển 500.000 cho ông ấy, Tần Lâm cũng mua được lại ly rượu. Mặt Vương Vân tái nhợt. Đồ phá của, một đôi phá của. Tên họ Tần kia, chẳng nhẽ cậu thực lòng muốn hại nhà chúng tôi sao? Thầy Cao cũng vô cùng hiếu kỳ. Cậu nhóc, có thể nói cho tôi biết, lý do cậu làm vậy được không? Tần Lâm nói, tôi đã bảo rồi, mấy người không nhìn ra được giá trị thật của chiếc ly rượu này. Nếu mấy người đã muốn xem, thì tôi hoàn thành tâm nguyện cho mấy người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.